Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 127. Nhưng tiền mà đối phương thanh toán là tiền đạo tôn, bản chất của tiền đạo là bùa, là do đạo quân hoặc đại đạo quân làm ra, còn đạo tổ thường chẳng thèm chế tạo tiền đạo. Tiền đạo tôn là bùa mà cường giả cấp đạo tôn đích thân tạo ra, sau đó được lưu trữ trong một kim loại đặc biệt để tạo ra tiền. Trên thị trường, một tiền đạo tôn có thể đổi được 50 đến 100.000 tiền đạo, giá cả dao động rất lớn. Trước mắt, tỷ giá đối hoái trên thị trường đại khái là 80.000 tiền đạo có thể đổi lấy một tiền đạo tôn, 12.300 tỷ tiền đạo có thể đổi lấy 153.750.000 tiền đạo tôn. Đương nhiên trên tiền đạo tôn còn có tiền kỷ nguyên cấp bậc cao hơn. Tiền kỷ nguyên có thể sử dụng ở các kỷ nguyên khác nhau, ví dụ như kỷ nguyên này diệt vong. Vậy thì tiền kỷ nguyên trong tay bạn đến kỷ nguyên tiếp theo vẫn có sức mua như cũ. Bán xong một huy hiệu, Ngô Bình đang định đấu giá cái thứ hai, đột nhiên một thông báo rơi vào tầm mắt anh. Anh bạn, không biết anh còn huy hiệu không? Nếu như còn, tôi muốn mua hai cái với giá 160 triệu tiền đạo tôn. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại, muốn mua, có thể đấu giá. Đối phương trả lời, như vậy dễ bị người ta nhắm vào. Tôi có thể nâng giá cao hơn một chút, 170 triệu thì thế nào? Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi nói, được thôi. Rất nhanh sau đó, Mạng Tiên đã chuyển hai huy hiệu đi, đồng thời tài khoản của anh đã hơn 340 triệu tiền đạo tôn. Nếu như huy chương này không bán được, quá hạn sẽ không còn giá trị, Ngô Bình tiếp tục bán đấu giá cái thứ tư. Lần này giá cả đạt đến 163 triệu tiền đạo tôn. Cái thứ 5, thứ 6 tiếp theo đó bán được với giá 170 triệu tiền đạo tôn và 173 triệu 600 nghìn tiền đạo tôn. Cuối cùng, 6 cái huy hiệu thu được hơn 1 tỷ tiền đạo tôn, cũng coi như là lời được một khoản. Anh vừa bán hết huy hiệu thì thấy phía dưới xuất hiện một thành phố cực lớn. Anh đáp xuống trước cổng thành không có ai canh gác, anh bước vào trong. Anh vừa vào thành thì từ bên cạnh có một người thanh niên đội mũ đen đi qua, miệng cắn một nhánh cỏ, mặc quần áo xám, trên mặt mang theo ý cười. Công tử, anh đến thành U Tuyền lần đầu sao? Ngô Bình, đúng, lần đầu. Người này cười nói, công tử, tôi khá rõ về nơi này, nếu như anh muốn đi đâu, muốn làm gì, tôi cũng có thể giúp anh. Nếu như công tử cảm thấy tôi làm tốt, có thể thưởng cho tôi ít tiền sau khi làm xong việc. Ngô Bình đến một nơi, điều anh muốn trải nghiệm đầu tiên đương nhiên là đồ ăn ngon nơi đó, anh bèn hỏi tiệm ăn ngon nhất của thành U Tuyền này ở đâu. Người thanh niên cười nói, tiệm ăn ngon khá nhiều, gần đâu cũng có một quán, chỉ là đồ ăn hơi đắt một chút. Ngô Bình, đắt cũng không sao, cậu đưa tôi đi. Vâng. Người thanh niên vừa dẫn đường vừa tự giới thiệu, anh ta tên là Chu Tiểu Hắc, sinh ra và lớn lên ở ngoại thành U Tuyền. Hiện đang chạy việc vặt cho người khác kiếm ít tiền tiêu vặt. Hai người đến một quán ăn, Chu Tiểu Hắc đi vào nói, phục vụ, có khách quý tới, còn không mau ra phục vụ. Một người con trai mặc áo gấm vội vàng ra nghênh đón, anh ta vừa nhìn thấy Ngô Bình thì đã biết lai lịch không tầm thường, anh ta khom người lại rồi nói, công tử, mời anh lên phòng VIP trên tầng. Ngô Bình ừm một tiếng rồi lên tầng 3. Tầng 3 chỉ có 3 phòng, cách nhau rất xa. Người phục vụ này cười nói, công tử, chúng tôi có 3 phòng thiên địa nhân, mức độ chi phí khác nhau, anh chọn phòng nào? Ngô Bình, phòng nào đồ ăn ngon? Phục vụ cười nói, công tử, gian phòng chữ thiên thấp nhất cũng phải tiêu tốn 1 triệu tiền đạo. Gian phòng chữ nhân thì thấp nhất là 100.000 tiền đạo. Ngô Bình, vậy đến phòng chữ thiên đi. Phục vụ cười nói, vâng, mời anh. Anh ta mở một cánh cửa trong số đó, bên trong có một động thiên diện tích vài trăm dặm. Ở đây có kiến trúc riêng biệt, ít nhất có hơn 1.000 người làm việc trong đó, chuyên phục vụ khách của một bàn. Với lại phong cảnh xung quanh cũng khá đẹp. Ngô Bình được mời đến một đại viện, một tốp những cô gái xinh đẹp mỹ miều đi đến nghênh đón, cô này bưng ghế, cô kia bưng trà, có cô còn nhẹ nhàng bóp vai, phục vụ vô cùng chu đáo. Chu Tiểu Hắc cũng vào theo. Đây cũng là lần đầu anh ta đến đây, anh ta thốt lên, cục cưng. Đây quả thực là chốn hưởng thụ của thần tiên. Ngô Bình khá hài lòng, anh nói, lên món trước đi.
Phục vụ cười nói, công tử muốn nghe nhạc không? Thập vị lầu, chúng tôi có thể mời ca sĩ và vũ công nổi tiếng nhất thành đến. Ngô Bình nói, vậy mời đến luôn đi. Phục vụ sáng cả mắt, vâng ạ, anh đợi chút ạ. Sau khi Ngô Bình phân phó xong, không bao lâu sau đã có 24 vũ công xinh đẹp trẻ tuổi xuất hiện, phía sau còn có một ban nhạc. Những cô gái nhảy múa mềm mại uyển chuyển, thật sự rất đẹp. Cùng lúc đó đồ ăn cũng lên bàn, anh vừa ăn vừa thưởng thức điệu nhảy, bên cạnh còn có mấy cô gái xinh đẹp gắp thức ăn rót rượu, sung sướng biết bao. Hết một bài nhạc, Ngô Bình cười nói, múa đẹp lắm, thưởng. Bên cạnh anh để một cái túi to, bên trong là tiền đạo. Một câu thưởng của anh, Chu Tiểu Hắc bèn nhấc túi lên, tung một đống tiền xuống dưới. Cái túi này có ít nhất 1 triệu tiền đạo, cứ trực tiếp thưởng cho mấy cô vũ công như thế. Mấy cô vũ công vui mừng khôn xiết, đồng loạt cúi xuống nhặt tiền. Nhưng một vũ công múa dẫn đầu trong số đó lại như bất động, chỉ yên lặng đứng ở đó. Ngô Bình có chút ngạc nhiên, anh hỏi, tại sao cô không cần tiền? Vũ cơ khẽ nói, thưa anh, tôi bị đau lưng, không khom người được. Ngô Bình mỉm cười, đương nhiên anh biết lưng của cô ta không bị gì cả, không những không đau mà còn rất dẻo dai. Nếu cô ta muốn thì còn trườn được như rắn nữa cơ. Không muốn thì thôi, sau đó anh nói với Chu Tiểu Hắc, tặng túi tiền đạo tôn này cho cô gái này đi. Trong túi có 100 tiền đạo tôn, bằng 8 triệu tiền đạo. Mắt Chu Tiểu Hắc sáng cả lên, chạy bước nhỏ tới giao cho vũ cơ, cười nói, cô gái, công tử chúng tôi thưởng cho cô này, nhận đi. Vũ cơ hơi sửng sốt, cô ta được sinh ra trong thế gia tu hành. Trời sinh kiêu ngạo nên không thích nhận tiền người khác cho. Bây giờ Ngô Bình thưởng tiền khiến cô ta khó xử không biết phải làm sao. Ngô Bình, cô gái, cô hãy nhận đi, cô múa rất đẹp, nói xong anh bưng ly rượu lên, tiếp tục ăn uống. Phú cơ cầm túi tiền, bỗng uyển chuyển bái, cảm ơn công tử. Tôi có một chuyện muốn cầu xin, mong anh giúp cho. Ngô Bình, ồ, cô muốn tôi làm gì? Phú cơ, số tiền này đủ để chuộc thân cho tôi không muốn ở lại đây, mong anh mở lòng từ bi, cứu lấy tôi. Ngô Bình nói, chuyện nhỏ, Chu Tiểu Hắc, đi nói chuyện với bên vũ quán đi. Chu Tiểu Hắc đáp, vâng. Sau khi Chu Tiểu Hắc đi, Ngô Bình hỏi, tôi thấy cô điềm tĩnh vững vàng, không giống những cô gái bình thường, chắc bất đắc dĩ mới phải lưu lạc chốn này. Cô gái, tôi tên là Diệp Băng Hy. Bố tôi từng là trưởng lão của Sơn Hà Tông, sau đó bị một vị trưởng lão khác trong tông môn hãm hại, chết oan uổng. Từ đó, gia tộc suy tàn, tôi cũng bị kẻ thù bán vào vũ quán. Ngô Bình, thân thế của cô Diệp khổ sở như vậy, tôi đã biết chuyện thì sẽ giúp cô tới cùng. Một lát sau, Chu Tiểu Hắc quay lại, anh ta ủ rột nói, thưa công tử, bên vũ quán nói là cậu chủ Thanh đã nói không ai được chuộc cô Diệp đi. Ngô Bình, cậu chủ Thanh này là ai? Diệp Băng Hy tức giận nói, hắn tên Thanh Nguyên Phi, con trai của trưởng lão Thanh Lập đã hại chết bố tôi. Thanh Nguyên Phi vẫn luôn có ý đồ với tôi, chính hắn đã bán tôi đến vũ quán. Hắn còn nói nếu tôi thuận theo hắn thì sẽ được rời khỏi đây. Ngô Bình, kẻ này tham lam thật, rõ ràng có cơ hội ép buộc, nhưng cứ muốn cô phải tự nguyện theo hắn. Diệp Băng Hy nghiến răng. Dù tôi có chết cũng sẽ không khuất phục trước hắn. Ngô Bình nói, tôi đã hứa giúp cô thì chắc chắn sẽ dẫn cô rời khỏi đây. Diệp Băng Hy nói, thưa công tử, nếu anh đưa tôi đi sẽ chọc giận Thanh Nguyên Phi. Ngô Bình thản nhiên nói, không sao, trong mắt tôi, hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Anh tiếp tục ăn uống xem múa, ăn xong thì bảo Chu Tiểu Hắc thanh toán, định dẫn Diệp Băng Hy đi luôn. Ra khỏi cửa quán, hai tu sĩ đã cản đường, trầm giọng nói, anh có thể đi, Diệp Băng Hy phải ở lại. Ngô Bình, lăn đi chỗ khác. Dứt lời, hai người bỗng cuộn mình tròn như quả bóng rồi lăn sang hai bên thật. Đôi mắt long lanh của Diệp Băng Hy trợn tròn, thủ đoạn gì hay thế? Ngô Bình cười nói, cô Diệp, thoát khỏi chỗ này cô có dự định gì không? Muốn rời khỏi nơi này hay tiếp tục ở lại? Diệp Băng Hy nghiến răng, tôi muốn tu hành, trả thù cho bố. Ngô Bình gật đầu, có chí khí. Giúp người phải giúp tới cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Thế này đi,
tôi cho cô một cơ hội để trở thành kẻ mạnh, nhưng quá trình sẽ hơi đau đớn, cô có bằng lòng chịu đựng không? Diệp Băng Hy cả kinh, có thể khiến tôi trở nên mạnh mẽ sao? Ngô Bình, đúng vậy, tôi có thể biến cô thành người mạnh hơn cả Sơn Hà Tông. Đương nhiên, sau đó thì cô sẽ là người của tôi, trung thành với tôi trọn đời. Diệp Băng Hy chỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu thật mạnh, tôi bằng lòng. Ngô Bình phất tay, Diệp Băng Hy được đưa vào xào huyệt tà ma. Tố chất của Diệp Băng Hy rất bình thường, tu vi cũng rất thấp, muốn bồi dưỡng cô ta thành kẻ mạnh trong tu hành là việc rất khó. Nhưng anh đang muốn thử nghiệm hiệu quả của xào huyệt tà ma đối với người thường như thế nào. Diệp Băng Hy vừa vào trong đã bị vô số sợi tơ cắm vào cơ thể, những sợi tơ này kết nối tủy xương và kinh lạc của cô ta, đau đớn đến nỗi khiến cô ta phải kêu lên, nhưng cô ta lại không xin tha. Lúc này, một tia ánh sáng đáp xuống, chính là Thanh Nguyên Phi kia, vốn dĩ hắn đang điên tiết, tới tìm Ngô Bình để gây sự. Nhưng lúc hắn nhìn thấy Ngô Bình, lập tức cảm nhận được khí tức khủng bố từ anh. Hắn run rẩy, vội tươi cười, vị công tử này, nghe nói anh nhìn trúng Diệp Băng Hy, anh thích thì cứ dẫn người đi đi ạ. Ngô Bình nhìn hắn, biết là hắn đã nhìn ra được thực lực của mình nên thản nhiên nói, không phải anh nói là không cho phép cô ấy rời khỏi vũ quán à. Thanh Nguyên Phi vội xua tay, đó là đối với người khác, còn anh thì đương nhiên là được rồi ạ. Ngô Bình, anh nhận ra tôi à? Thanh Nguyên Phi cười gượng, tôi không quen ạ. Ngô Bình, chúng ta không quen biết, sao anh phải nể mặt tôi? Thanh Nguyên Phi lau mồ hôi hột đáp, thực lực của anh xuất chúng, đương nhiên tôi phải tôn trọng kẻ mạnh rồi. Ngô Bình hừ lạnh, Diệp Băng Hy sắp trở về rồi, các người chuẩn bị nghiêm túc chờ đón sự trả thù của cô ấy đi. Nói rồi anh nghênh ngang rời đi, để lại Thanh Nguyên Phi ngơ ngác đứng đó, Diệp Băng Hy trở về trả thù sao? Ăn uống no say, Ngô Bình lại trở về địa điểm tổ chức đại hội Thượng Thanh, Thiên Bảo Xuyên. Thiên Bảo Xuyên là một bình nguyên rộng lớn, bốn bề được núi xanh ôm ấp. Lúc này, trong thành Thiên Bảo của Thiên Bảo Xuyên, người đông nghìn nghịt, có rất nhiều người tới hóng hớt, cũng có nhiều người đồng hành với người tham gia đại hội Thượng Thanh. Chính giữa thành Thiên Bảo có một đại điện Thiên Bảo, tất cả những người tham gia đại hội Thượng Thanh đều phải đăng ký tại đây. Bên ngoài cửa đại điện Thiên Bảo là một quảng trường rất rộng, trên quảng trường có 81 trụ khổng lồ màu vàng, rất đỗi khí thế. Tới quảng trường, anh bước về phía đại điện Thiên Bảo. Còn cách đại điện mấy trăm nước thì bỗng nhiên có một người tới bên cạnh cười hỏi, anh bạn đang định vào đại điện đúng không? Ngô Bình, có liên quan gì đến anh không? Người này sầm mặt xuống, nếu anh tới tham gia đại hội Thượng Thanh thì tôi khuyên anh đừng vào trong, có thể bán huy hiệu cho tôi. Ngô Bình, ồ, anh mua huy hiệu à? Sao không nói sớm, tôi đã bán mất 6 cái huy hiệu rồi. Đối phương sửng sốt, bán 6 cái rồi á? Anh ta như chợt nhớ ra gì đó, da đầu tê dần, lắc người tránh ra mấy trượng, run giọng hỏi, là anh đã ám sát Thượng Thanh Cung à? Ngô Bình, là tôi, anh tới tặng huy hiệu cho tôi hả? Người nọ khó nhọc dặn ra một nụ cười, xin lỗi, tôi có mắt không tròng. Qua đây, Ngô Bình thản nhiên nói. Người nọ ủ rủ, từ từ bước lại gần, tôi sai rồi. Ngô Bình hỏi, anh đứng đây đã cản bao nhiêu người? Ăn chặn bao nhiêu huy hiệu rồi? Người nọ đáp, anh là người đầu tiên. Ngô Bình, ai là người đứng sau lưng anh? Là thiếu tông chủ của Thượng Thanh Tông sao? Người nọ lắc đầu, không phải. Ngô Bình hỏi, anh định mua huy hiệu của tôi với giá bao nhiêu? Người nọ toát mồ hôi hột, đáp, vốn định trả cho anh một ít thôi, nếu thực lực của anh mạnh thì sẽ mua với giá 1.000 tỷ tiền đạo. Ngô Bình, 1.000 tỷ. Trước đây tôi bán huy hiệu với giá mấy triệu tỷ một cái, anh ăn lời lắm thế. Giao tiền ra đây. Hai tay người nọ run cầm cập, lấy ra túi tiền không gian, Ngô Bình lấy xem thì thấy trong đó có tầm 2.000 tỷ tiền đạo. Anh cất túi tiền đi rồi nói, tôi tịch thu số tiền này, tránh anh lại đi ức hiếp người khác. Người nọ muốn khóc không thành tiếng, chỉ đành bất lực gật đầu. Anh tiếp tục đi về phía trước, cũng không có ai cản anh nữa. Kẻ ép mua lại bị anh cướp tiền, bớt chọc vào những kẻ hung hãn thế này thì hơn. Trong đại điện, anh thuận lợi làm hết những thủ tục báo danh, tay cầm một tấm thẻ, bên trên có ghi số 9.
Cầm thẻ, Ngô Bình quay người rời đi, tìm một khách sạn ở. Trong khách sạn có những động thiên khác nhau, bên trong cực kỳ yên tĩnh. Anh ngồi xếp bằng trong khách sạn tu luyện, chớp mắt đã tới sáng sớm ngày hôm sau. Vừa ra khỏi cửa khách sạn, anh đã nhìn thấy quảng trường trước điện Thái Thanh đông nghịt người, có rất nhiều người đã tới từ sớm. Anh tới chỗ đám đông, thấy một cái đài hình bát giác khổng lồ lơ lửng trên không trung, bên trên đài có khắc cấm chế. Bấy giờ có người nói, đại hội Thượng Thanh lần trước rất thú vị, nghe nói các thế lực lớn đều tới đặt cược. Cược ai thắng à? Kiểu cược này không đơn thuần chỉ để kiếm tiền, mà là để chọn chủ. Chọn chủ, người kia không hiểu, là ý gì? Những người này lấy vận khí ra để đặt cược. Nếu người bọn họ chọn có tương lai rộng mở, có thể bước lên con đường chân thánh thì tất nhiên có thể thắng liên hoàn. Từ đó về sau, bọn họ cũng đi theo người mà bọn họ đã chọn, trở thành tùy tùng của những người đó. Còn có thể vậy nữa à? Có biết nhà họ Quách không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Biết chứ, là một trong những gia tộc lớn của đại thế giới Thượng Thanh. Đại hội Thượng Thanh lần trước, nhà họ Quách đã chọn đúng người giành hạng nhất, cuối cùng nhờ vậy mà quật khởi đấy. Người kia hít vào một hơi, hạng nhất luôn cơ à? Thế thì quá mạnh rồi. Đương nhiên, người giành hạng nhất đại hội trước bây giờ đã trở thành trưởng lão nòng cốt của Thái Thanh Tông rồi đấy. Lợi hại, nói vậy thì một khi đặt cược đúng cho người giành hạng nhất thì tương lai sẽ rộng mở. Đó là điều dĩ nhiên, không cần phải là hạng nhất đâu, chỉ cần đặt cược trúng top 10 thôi là đã hời to rồi. Nghe đến đây, Ngô Bình thấy dao động, xem ra chất lượng của đại hội Thượng Thanh này rất cao, top 10 mà cũng được tôn sùng. Lúc này, anh nhìn thấy vài người đứng trên đài cao, trước mặt mỗi người đều tụ tập đông nghịt người. Anh nghe ngóng mới biết mỗi người đứng trên đài cao kia đều là người tham gia đại hội Thượng Thanh lần này. Những người này đứng trên đài cao tuyên truyền về thực lực của mình, ai cũng lòng đầy tự tin, tự xưng mình chắc chắn có thể bước lên con đường chân thánh. Ngô Bình cho rằng những việc này không cần thiết, anh là người muốn đoạt hạng nhất, nhưng anh không cần những người đặt cược này. Anh yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Đúng lúc này, anh cảm nhận được Diệp Băng Hy trong xào huyệt tà ma đang lột xác, những đau đớn trước đó đã không còn nữa, thay vào đó là những cảm giác vô cùng huyền diệu. Anh cười nói, Băng Hy, cảm thấy thế nào? Diệp Băng Hy, tôi cảm thấy một nắm đấm của mình có thể đánh vỡ trời xanh, thiên hạ vô địch. Ngô Bình, đây là dấu hiệu rất bình thường. Bây giờ cô vẫn còn khá yếu, đợi đến lúc cô trở nên mạnh mẽ thì sẽ hiểu cách kính nể trời đất. Diệp Băng Hy, sau khi tôi ra ngoài, dốc sức tu luyện thì có thể đạt đến tầng lớp nào? Ngô Bình, ít nhất cũng sẽ là cường giả cấp đạo tổ. Diệp Băng Hy hít sâu vào một hơi, tôi sẽ cố gắng. Ngô Bình đợi một lát thì thấy gần mình có người bắt đầu đặt cược. Từ số 1 tới số 60, nếu chọn đúng người nào ứng với thứ tự nào thì cược một được 10. Bối cảnh nhà cái không đơn giản, chuyển hẳn một cái nhà sang đây, tất cả mọi người đều có thể đặt cược được. Ngô Bình lấy ra 500 triệu tiền đạo tôn, đặt cược chính mình giành hạng nhất. Người phụ trách nhìn sự lựa chọn của anh rồi không khỏi bật cười, anh bạn, anh có suy nghĩ lại chút không? Thật ra có vài nhân vật là ứng cử viên cho hạng nhất đấy. Anh chọn họ thì tỷ lệ thắng cược sẽ lớn hơn một chút. Ngô Bình thản nhiên đáp, người này chính là tôi tự chọn mình. Người kia tỏ vẻ quái lạ, hỏi lại, anh chắc chưa? Ngô Bình, chắc, tôi cược 500 triệu tiền đạo tôn này cho chính mình. Đối phương, được, mong anh có thể giành chiến thắng. Rất nhanh, cuộc đặt cược đã kết thúc, vô số khách cược nhưng chỉ có chưa đến 10 người cược Ngô Bình thắng. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Đại hội Thượng Thanh chính thức bắt đầu. Mục thứ nhất là do các cô gái từ những thế lực nhỏ của Đại Thế Giới Thượng Thanh tặng hoa cho 60 thí sinh tham gia. Tổng cộng có 100 cô gái, ai nhận được hoa nhiều nhất thì chứng minh người đó có khả năng giành được hạng nhất của Đại hội Thượng Thanh lần này nhất. Lúc này, người dẫn chương trình là một vị tu sĩ mặc đạo bào hai màu đen trắng, ông ta cao giọng nói, Đại hội Thượng Thanh lần này chính thức bắt đầu. Tiếp sau đây, mời 60 vị thiên kiêu lên sân khấu. Thế là ông ta bắt đầu gọi số từ 1 đến 60, lần lượt vào vị trí tương ứng của mình.
Ngô Bình xếp thứ 9, anh cũng tới đứng trên đài cao. Bỗng chốc, ánh mắt của vô số cô gái xinh đẹp dưới đài đều nhìn anh. Anh là Thánh Vương lại còn là Chân Hoàng, Tiên Hoàng, khí chất không ai sánh bằng, có sức thu hút chí mạng với những cô gái xinh đẹp này. Những cô gái này hoàn toàn không nghe người dẫn chương trình nói gì sau đó, cứ sững sờ nhìn Ngô Bình như vậy. Ôi, công tử này đẹp trai quá, đàn ông quá đi mất. Tôi chỉ nhìn anh ấy một cái mà đã cảm thấy không kìm lòng được, muốn tới gần anh ấy. Đúng vậy, đời này tôi chỉ động lòng với một người, chính là anh ấy. Tu sĩ dẫn chương trình nói, mời số 1 tự giới thiệu. Tu sĩ số 1 khẽ cười, đang định nói gì đó thì phát hiện những cô gái đứng ở dưới đài đã chạy sạch rồi, toàn bộ đều tập trung dưới đài số 9. Cùng lúc đó, những cô gái đứng trước đài của mấy chục số khác cũng di chuyển, dường như toàn bộ đều tập trung trước đài số 9. Sắc mặt 59 người còn lại đều khó coi, cảm thấy rất mất mặt, trong lòng thầm nói người này có lai lịch thế nào, sao lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Ngô Bình nhìn thấy những cô gái tụ tập đông đúc dưới đài số 9 của mình thì khẽ cười. Các cô gái đều thét lên, có vài cô bạo dạn hơn thì nhảy thẳng lên đài. Vài tu sĩ vội cản họ lại, nếu không bọn họ sẽ bổ nhào vào Ngô Bình khiến anh ngã ra đất luôn đấy. Ngô Bình, cảm tạ vì được các vị yêu thích. Tôi là Lý Huyền Bình, là một thầy luyện đan. Hôm nay được gặp mặt nhau là cái duyên, ở đây tôi có một ít đan dược dưỡng nhan, mong các người đẹp nhận lấy. Nóng xong anh phất tay, cả trăm viên đan dược bay xuống, trong tay mỗi cô gái đều có một viên. Có nhiều cô quá nôn nóng nên uống ngay tại đó luôn. Trong chốc lát, bọn họ đã cảm thấy da dẻ mình đẹp hơn, gương mặt cũng trẻ ra, 10 phân vẹn 10. Các cô gái thích vô cùng. Rối rít cảm ơn. Hừ. Tu sĩ đứng trên đài số 1 cuối cùng đã không nhịn được nữa, anh ta lớn giọng, "Này anh bạn, hình như vẫn chưa đến lượt anh tự giới thiệu nhỉ?" Ngô Bình cười nói, "Trước mặt anh không có lấy một bóng người, tôi thấy thôi không cần giới thiệu nữa đâu." Người này tức giận, "Hỗn xược, anh có biết tôi là ai không?" "Ngô Bình, là người sắp bại dưới tay tôi." Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng rồi bay lên không, đấm một quyền về phía Ngô Bình. Những cô gái đứng dưới đài đồng loạt hô lên, công tử, cẩn thận, Ngô Bình mỉm cười, khẽ phất tay đã có một trưởng ảnh bay về phía số 1. Một tiếng động cực lớn vang lên, số 1 vừa đánh quyền ra thì đã bị một sức mạnh mênh mông đánh bay, sau đó đập mạnh xuống đất. Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát rồi 100 cô gái bỗng vỗ tay nhiệt liệt. Ngô Bình nhìn số 1 từng được nhiều người tung hô rồi thản nhiên nói, lát nữa anh còn muốn đánh với tôi không? Các người đẹp cùng nhau tặng hoa, có đến 99 trong số 100 nhánh hoa tươi được đặt ở đài của Ngô Bình, một nhánh còn lại đã được tặng từ sớm cho người khác, cô gái đã tặng nhánh hoa kia bây giờ đang cực kỳ hối hận. Nhìn 99 nhánh hoa tươi, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, số 9 này có sức hấp dẫn đến vậy sao? Những người khác đều ghen tức đỏ cả mắt, hận không thể lao tới xé xác Ngô Bình. Người dẫn chương trình, các vị, Đại hội Thượng Thanh lần này có một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra, 99 trong số 100 cô gái đã chọn cùng một vị lang quân như ý. Nghe vậy, Ngô Bình xứng người, vội hỏi người dẫn chương trình, lang quân như ý. Ý ông là tôi phải cưới các cô ấy sao? Người dẫn chương trình cười nói, công tử số 9. Đây là quy tắc từ xưa tới nay của Đại hội Thượng Thanh, cậu không biết sao? Ngô Bình tái cả mặt, hay lắm, một lần cưới những 99 cô, anh làm gì còn thời gian để tu luyện nữa? Anh lập tức nghiêm túc nói, một mình tôi cưới nhiều cô gái thế này thì hơi quá đáng, tôi thấy hay là... Công tử, anh còn chưa dứt lời thì các cô gái đã kéo nhau nhảy lên đài, mỗi người mỗi vẻ, hương thơm ngạt ngào. Những người đứng dưới xem thì vừa ngưỡng mộ vừa thấy buồn cười. Thì ra cậu ấy không biết hoa này tặng cho lang quân như ý, ha ha, một lần cưới những 99 bà vợ, chắc chịu không nổi đâu nhỉ. Hi hi, mệt chết thằng nhóc này mới tốt đấy. Ông đây chẳng có lấy một cô, cậu ta thì lại có những 99 cô, đúng là vô lý mà. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu cậu ta bước lên được con đường chân thánh thì những cô gái này sẽ có một tương lai tươi sáng, thậm chí gia tộc sau lưng bọn họ cũng có thể nhờ đó mà quật khởi.
thực lực của người này rất mạnh, mọi người khá xem trọng số một nhưng cậu ta lại có thể dễ dàng đánh bại số một chỉ với một chiêu. Khó nói lắm, 60 người này ngọa hổ tàng long, có người che giấu thực lực rất kỹ. Ít nhất phải đến giữa đại hội mới biết được ai lợi hại. Đúng vậy, tiếp theo là phần thi khả năng nhận thức và thiên phú. Tất cả họ đều sẽ tới trước vách ngọc kỷ nguyên để lĩnh ngộ tuyệt học cao nhất của các kỷ nguyên. Người lĩnh ngộ được nhiều nhất chắc chắn chính là người có tố chất tốt nhất. Người dẫn chương trình nhìn thấy các cô gái thất thố thì nói, mời các cô gái tạm thời rời khỏi đài, đừng để ảnh hưởng đến lang quân của các cô thi những phần sau. Các cô gái nghe vậy thì vội xuống đài, chỉ sợ mình sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy của Ngô Bình ở phần thi sau. Người dẫn chương trình, phần mở đầu đã rõ ràng, công tử số 9 của chúng ta đã thắng. Điều này cho thấy các cô gái đều xem trọng công tử số 9, mong công tử số 9 không phụ sự mong chờ của mọi người, cuối cùng có thể bước lên con đường chân thánh. Ông ta dừng một lát rồi nói tiếp, tiếp sau đây sẽ tiến hành phần thi đấu thứ hai, cũng là một phần thi rất quan trọng. 60 vị công tử ở đây sẽ tới trước vách ngọc kỷ nguyên để lĩnh ngộ tuyệt học kỷ nguyên. Trên vách ngọc có phong ấn 108 loại tuyệt học kỷ nguyên, mỗi một loại đều có uy lực kinh người. Lĩnh ngộ thành công một loại tuyệt học sẽ có được 10 điểm. Người dẫn chương trình nhìn nói rồi nhìn Ngô Bình, cười nói, công tử số 9, vì cậu là người được các người đẹp chọn nên cậu sẽ là người đầu tiên vào lĩnh ngộ. Ngô Bình, có thể lĩnh ngộ trong bao lâu? Người dẫn chương trình cười đáp, không giới hạn thời gian. Nhưng tuyệt học sẽ chớp tắt trên vách ngọc kỷ nguyên, mỗi người chỉ được nhìn một lần, thế nên cậu sẽ có 108 cơ hội, thời gian chỉ tầm 15 phút. Cuối cùng có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tuyệt học, phải xem khả năng lĩnh ngộ và thiên phú của cậu. Dứt lời, trước mặt Ngô Bình xuất hiện một cánh cửa sáng, sau cánh cửa đó có một vách ngọc khổng lồ treo lơ lửng giữa vũ trụ, nó to lớn không gì sánh bằng, sao trời cũng chỉ như hạt cát đối với nó. Người dẫn chương trình, mời bước vào cánh cửa. Ngô Bình sải bước vào trong cánh cửa sáng, bỗng chốc anh đã đứng sâu trong vũ trụ, nhìn thấy vách ngọc kỷ nguyên khổng lồ kia. Dường như vách ngọc kỷ nguyên cảm nhận được sự xuất hiện của anh, một tia sáng lóe lên, hiện ra vô số hình ảnh. Ngô Bình dùng khả năng nhìn thấu vạn vật để nắm bắt những hình ảnh này trong chớp mắt rồi khắc sâu vào trong thức hải, sau đó phân tích tiêu hóa. Huyền quang chín màu chấn động trong cơ thể anh, giúp anh lĩnh ngộ loại thần thông đầu tiên. Chưa kịp lĩnh ngộ hết thì tia sáng thứ hai đã lóe lên, anh lại đóng dấu nó lại. Cứ như vậy, chưa đến 15 phút, 108 tia sáng lóe lên đã được anh bắt lại. Sau đó, vách ngọc kỷ nguyên ảm đạm tối màu, anh cũng bước ra khỏi cánh cửa sáng. Trở về đài, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn anh chăm chú. Người dẫn chương trình hỏi, công tử số 9, cậu có thu hoạch được gì không? Ngô Bình nói, tôi cần một chút thời gian để lĩnh ngộ. Người dẫn chương trình, được, thế tiếp theo sau mời công tử số 1 vào lĩnh ngộ, nói rồi, cánh cửa sáng chuyển qua vị trí số 1, số 1 và trong lĩnh ngộ. Ngô Bình ngồi xếp bằng trên đài, bắt đầu lĩnh ngộ từ tuyệt học đầu tiên. Tiếng bàn luận xôn xao. Tôi nhớ người lợi hại nhất đại hội lần trước lĩnh ngộ được 5 loại tuyệt học đúng không? Đúng vậy, 5 loại. Tuy không nhiều nhưng đã giỏi lắm rồi. Trong lịch sử Đại hội Thượng Thanh, người lĩnh ngộ được nhiều nhất là 19 loại tuyệt học, chấn động thiên hạ. Về sau, người đó bước lên con đường chân thánh, cuối cùng tới Đại Thế Giới Ngọc Thanh. Số 9 này có thể lĩnh ngộ được mấy loại đây? 3 hay 5? 5 loại đã khó lắm rồi, dù sao đại hội trước cũng chỉ được 5 loại tuyệt học là nhiều nhất. Vừa nói xong, trên người Ngô Bình bỗng phóng ra một luồng khí tức kinh người, khí tức này dường như không tới từ kỷ nguyên hiện tại, có một vận luật rất đặc biệt. Cùng lúc đó, sau đầu Ngô Bình xuất hiện ra một vầng sáng, điều này cho thấy anh đã lĩnh ngộ thành công một tuyệt học kỷ nguyên. Mau nhìn đi, đã lĩnh ngộ rồi kìa, có người hô lên, 99 cô gái đồng thanh hoan hô, ai cùng khen ngợi không ngớt lời. 15 phút sau, số 1 bước ra cũng ngồi xuống lĩnh ngộ. Anh ta vừa ngồi xuống thì Ngô Bình lại phát ra một đạo khí tức nữa, phía sau đầu xuất hiện vầng sáng thứ hai. 2 loại rồi, giỏi thật, thời gian ngắn như vậy mà đã lĩnh ngộ được 2 loại, chẳng trách các người đẹp đều nhìn chúng cậu ấy. Sau đó,
số 2 bước vào trong cánh cửa sáng. Anh ta vừa bước vào, Ngô Bình đã lĩnh ngộ được loại tuyệt học thứ 3. Khi anh ta bước ra, Ngô Bình đã lĩnh ngộ được 5 loại tuyệt học. 5 loại tuyệt học rồi, đã bằng với người đứng nhất đại hội trước rồi. Quá giỏi, người này tên gì thế? Người ở đâu? Thế là mọi người lũ lượt nghe ngóng xem lai lịch thân phận của Ngô Bình. Các người đẹp thì càng vui mừng khôn xiết. Ôi, công tử giỏi quá đi mất, đã bằng với quán quân lần trước rồi, tốt quá. Thế thì đã là gì, công tử còn đang lĩnh ngộ, chắc chắn lát nữa sẽ lĩnh ngộ được nhiều hơn. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Ngô Bình lại lĩnh ngộ được loại tuyệt học thứ 6, thứ 7. Lúc này, mọi người đã hơi sửng sốt, họ chỉ muốn biết số 9 có thể vượt qua được vị thiên kiêu đã lĩnh ngộ được 19 loại tuyệt học lợi hại nhất trong lịch sử kia không. 10 loại rồi. 13 loại rồi. 18. Lúc này, đến cả số 20 sắp bước vào cánh cửa sáng cũng đứng lại, nhìn chằm chằm Ngô Bình, muốn xem thử anh có thể vượt qua được người trước hay không. Vầng sáng thứ 19 hiện lên, mọi người hoan hô nhiệt liệt. Ôi trời ơi, đã bằng với người lĩnh ngộ được nhiều nhất trong lịch sử rồi, lợi hại. Các người đẹp hoan hô, reo hò, chỉ hận không thể nhào vào lòng Ngô Bình ngay lập tức để ôm chặt lấy anh. Cứ như vậy, những người sau đó liên tiếp bước vào cánh cửa sáng, đến lúc người cuối cùng lĩnh ngộ vách ngọc kỷ nguyên thì đã hết nửa ngày. Bấy giờ, sau đầu Ngô Bình đã xuất hiện 100 vầng sáng, nhưng anh vẫn đang tiếp tục lĩnh ngộ. So sánh thì người bây giờ đang lĩnh ngộ được nhiều nhất cũng chỉ mới được 7 loại tuyệt học, vượt qua được quán quân của đại hội trước. Sau anh ta thì vẫn còn một người lĩnh ngộ được 5 loại, một người lĩnh ngộ được 4 loại. Bọn họ đã rất ưu tú rồi, nhưng so sánh với Ngô Bình thì lại như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. 101 loại, 103 loại, mãi đến khi sau đầu anh xuất hiện đến vầng sáng thứ 105 thì Ngô Bình mới mở mắt ra. Mắt của người dẫn chương trình như phát sáng, cười nói, chúc mừng công tử số 9, đã lĩnh ngộ được tất cả 105 loại tuyệt học. Ngô Bình, ta hơi mệt, nghỉ ngơi một lúc. Mọi người sững sờ, lẽ nào anh còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ? Ngô Bình lấy một quả đào ra ăn, rồi lại uống thêm một ít đan dược, sau khi hồi phục thì lại tiếp tục lĩnh ngộ. 106, 107, 108. Cuối cùng Ngô Bình hoàn toàn lĩnh ngộ được 108 loại tuyệt học kỷ nguyên. Đương nhiên làm được như vậy là nhờ tượng mà huyền quang 9 màu trong cơ thể anh đã luyện hóa ra. Tượng có khả năng học tập phi thường đối với các loại tuyệt học vũ trụ. Mà việc này cũng giúp ích được rất nhiều cho anh trong việc lĩnh ngộ tuyệt học kỷ nguyên. Khi 108 vầng sáng cùng lúc xuất hiện, người dẫn chương trình đã nói năng lộn xộn, mọi người đã thấy chưa? 108 vầng sáng. Cho thấy cậu ấy đã lĩnh ngộ được 108 loại tuyệt học, số 9, công tử, đỉnh của chóp, vô tiền khoáng hậu. Những người vui nhất chắc có lẽ là 99 người đẹp đã tặng hoa cho anh, các cô suýt chút nữa là đã lại nhảy lên đài, may là có người cản lại. 59 người còn lại đều cực kỳ ngưỡng mộ và đố kỵ với Ngô Bình, đồng thời thấy vô cùng chấn động, lĩnh ngộ được tất cả tuyệt học, quá khủng bố. Không biết công tử số 9 có mang lại điều bất ngờ gì nữa trong phần thi tiếp theo không nhỉ? Chúng ta cùng chờ xem. Ông ta vỗ tay, lập tức có rất nhiều người gắng sức khiêng nhiều món binh khí lên, có cung tên, có kiếm, có đao, có kích. Tổng cộng có 20 món vũ khí được đặt trước mặt mọi người. Người dẫn chương trình cười nói, những binh khí này tới từ nhiều kỷ nguyên khác nhau, chủ nhân của bọn chúng từng là kẻ mạnh tuyệt thế của một kỷ nguyên. Các vị công tử có thể thử giao tiếp với các binh khí, nếu có thể hàng phục cược một món binh khí thì sẽ được 50 điểm. Ngô Bình, có thể lấy binh khí đã bị mình hàng phục đi không? Người dẫn chương trình cười đáp, đương nhiên rồi. Công tử hàng phục được binh khí nào thì món binh khí ấy sẽ thuộc về công tử. Số 10 đứng bên cạnh hừ một tiếng, từ xưa đến nay vẫn chưa có ai hàng phục được binh khí ở đây đâu, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Phản ứng của người đứng dưới đài cũng không khác là bao, đều cảm thấy không có khả năng này lắm. Người dẫn chương trình tiếp tục nói, lần này, công tử vẫn là người đầu tiên bắt đầu. Ngô Bình gật đầu, anh bước lên đài của người dẫn chương trình, lần lượt bước qua trước 20 món binh khí. Lúc anh bước qua một cái chùy sao băng,
trong lòng có cảm ứng nên giơ tay nắm lấy chuôi của nó. Chùy sao băng này có một cái chuôi màu đen, bề mặt khắc hoa văn, to bằng ba ngón tay, dài hơn một mét. Trên chuôi có gắn một sợi xích màu đen, to bằng hai ngón tay, dài chừng 2 mét. Đầu mút của sợi xích là một quả tạ đầy gai nhọn, vô cùng nặng. Anh phải dùng đến 3 phần sức lực mới miễn cưỡng nhấc được quả tạ này lên. Vừa tiếp xúc, năng lượng Ngô Bình có được trong vô đỉnh trước đó đã cộng hưởng với cái chùy này, sau đó huyền quang 9 màu chấn động, phóng thích ra năng lượng của vô tộc, đồng thời không ngừng rót vào chùy sao băng. Một vài giây sau, chùy sao băng đã rung lên một cái, tự động bay lên, sau đó những cấm chế và then chốt bên trong nó đã được Ngô Bình lần lượt gỡ bỏ. Một lát sau, Ngô Bình đã cảm thấy mình và chùy sao băng này hợp làm một thể, dường như nó là một phần trong cơ thể mình. Hơn nữa, cấm chế trong chùy sao băng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí nó có thể hấp thu được một số thần thông và tuyệt học của anh. Anh khẽ động tâm niệm, 9 trong số 108 tuyệt học anh vừa lĩnh ngộ được đã hòa tan vào chùy sao băng phát ra ánh sáng 9 màu, sát khí dữ dội. Sao cơ, anh ấy đã hàng phục được một thanh binh khí rồi, mọi người rất kinh ngạc. Điều này nằm ngoài dữ liệu của bọn họ, dù sao thì từ xưa tới nay chưa có ai thành công làm được việc này. Ở các kỳ đại hội thượng thanh, phần thi này chỉ thi cho có lệ vậy thôi. Thu được chùy sao băng, Ngô Bình tiếp tục đi tới, lần này anh bước qua một viên gạch màu xanh, bề mặt viên gạch khắc đầy phù văn, cũng cực kỳ nặng, lần đầu tiên Ngô Bình cũng không thể nhấc nó lên nổi. Viên gạch này khiến anh có cảm giác rất gần gũi. Lúc năng lượng của anh giao tiếp với nó, thì năng lượng trong hoang đỉnh đã cộng hưởng với nó. Bỗng chốc, viên gạch nhẹ đi khá nhiều, anh cầm nó trong tay rồi bắt đầu tế luyện. Chỉ một lát sau, viên gạch xanh đã phóng thích ra ánh sáng chói lòa, hoàn toàn hòa làm một với anh, cầm trên tay nhẹ như tơ hồng. Lợi hại, lại hàng phục thêm được một binh khí kỷ nguyên nữa rồi. Ngô Bình lại nhìn những binh khí khác, nhưng tiếc là không tìm được thêm cái nào phù hợp. Người dẫn chương trình cười nói, chúc mừng công tử số 9 có được 2 món binh khí. Mời các công tử khác thử. Không có gì bất ngờ, những người còn lại có cố gắng cỡ nào cũng không hàng phục được món binh khí nào cả, thậm chí bọn họ còn không giao tiếp được với binh khí nữa. Người dẫn chương trình, tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào phần thi thứ 3, khiêu chiến kỷ nguyên. Các vị có thể chọn cấp độ, những công tử trong cùng cấp độ thì sẽ được xếp hạng theo thực lực. Có các cấp độ như sau, nhóm sơ cấp, nhóm trung cấp, nhóm cao cấp, và nhóm siêu cấp. Ngô Bình thấy trong 60 người có 37 người chọn nhóm sơ cấp, 15 người chọn nhóm trung cấp, 7 người còn lại chọn nhóm cao cấp. Ngô Bình buột miệng hỏi, tôi có thể chọn nhóm siêu cấp không? Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều tỏ vẻ quái lạ. Người dẫn chương trình ho một cái rồi đáp, công tử, nhóm cao cấp đã rất khó rồi. Nếu chọn nhóm siêu cấp thì chỉ có mình công tử chỉ có thể đánh với con rối mà thôi. Ngô Bình, đánh với con rối cũng không sao. Người dẫn chương trình muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, phía dưới đài có người nói, công tử số 9 đã chọn như vậy thì cứ theo ý anh ta đi. Người dẫn chương trình nhìn người vừa lên tiếng rồi đành nói, vậy được. Nghe người dẫn chương trình đồng ý, 7 người chọn nhóm cao cấp đều mỉm cười, số 3 nói, số 9, anh có biết con rối siêu cấp đáng sợ tới nhường nào không? Trước đây đã có vô số kẻ mạnh khiêu chiến nó, nhưng kết quả đều bị nó giết trong một chiêu. Ngô Bình, các anh vui vẻ gì thế? Các anh vô dụng không có nghĩa là tôi cũng vô dụng. Tôi có đánh bại được con rối hay không thì lát nữa các anh sẽ biết. Nghe Ngô Bình nói vậy, 7 người này đều nổi giận. Số 15 nói, số 9, anh cứ hống hách đi, chút nữa bọn tôi đứng xem anh chết thế nào. Số 24, đúng vậy, con rối siêu cấp được chế tạo mô phỏng theo kẻ mạnh kỷ nguyên, trước mặt kẻ mạnh kỷ nguyên, anh là cái thá gì chứ? Chiều đầu tiên anh đã bị đánh thành thịt vụn rồi. Người dẫn chương trình, các vị công tử không cần phải tranh luận nữa. Bây giờ tôi tuyên bố quy tắc cuộc thi. Nhóm cao cấp sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn, thắng một trận được 10 điểm, thua một trận không có điểm, hòa thì mỗi người 5 điểm. Nhóm trung cấp, thắng một trận được 4 điểm, hòa mỗi người 2 điểm. Nhóm sơ cấp, thắng một trận được 2 điểm, hòa mỗi người 1 điểm.
cuối cùng sẽ dựa theo tổng điểm phần này và những phần trước để xếp hạng. Những phần thi trước Ngô Bình đã đạt điểm quá cao, việc anh là quán quân đã được định sẵn rồi. Nhưng bây giờ anh lại chọn vào nhóm siêu cấp, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết, nên đám người còn lại vui mừng khôn xiết. Ngô Bình mà chết thì vị trí quán quân sẽ trống ra, bọn họ có thể tiếp tục tranh đoạt. Người dẫn chương trình, phần thi sẽ bắt đầu từ nhóm siêu cấp, mời con rối. Trước mặt Ngô Bình lại xuất hiện một cánh cửa sáng, anh lập tức bước vào trong. Trong cánh cửa sáng là một không gian rất rộng lớn, có một con rối màu đen cao 6 mét, 3 đầu 6 tay, khí tức khủng bố, đây chính là con rối siêu cấp. Ba cái đầu của con rối đều khác nhau, cũng không biết là sinh linh đáng sợ tới từ kỷ nguyên nào nữa. Sinh linh này nhìn thấy Ngô Bình thì gầm lên giận dữ, sau đó hóa thành một tia sáng màu đen lao về phía anh. Ầm. Ngô Bình giơ một tay lên, uỳnh một tiếng, con rối siêu cấp kia đã bị đánh bay xa cả mấy trăm mét, cả cánh tay đã đứt lìa, toàn thân bốc khói đen. Anh nhìn con rối rồi thơ ơ nói, còn đánh được nữa không? Hình như con rối này cũng rất coi trọng sĩ diện nên nó lạnh lùng nói, tuy ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Ngô Bình cười nói, ngươi chỉ là một con rối thôi mà cũng đặt nặng vấn đề thắng thua thế à? Con rối siêu cấp, ban nãy, ta mới chỉ dùng 3 phần công lực thôi, nhưng ngươi mạnh vậy thì giờ ta sẽ dùng hết công lực để chiến đấu. Ngô Bình, vậy mới thú vị chứ, lên đi. Quỳnh. Có 24 luồng thần quang xuất hiện xung quanh người con rối, mỗi tầng sáng đều chứa một lực chiến đấu khủng khiếp. Nó tung một quyền ra, hư không đã sụp đổ, thời gian dừng lại, một luồng sức mạnh uy dũng tấn công Ngô Bình. Dừng. Ngô Bình khẽ hô lên một tiếng, thời không đã bất động, cú đấm mạnh mẽ kia cũng đứng lại trên không, không thể tiến lên được nữa. Con rối siêu cấp, chặn được đòn ấy của ta chứng tỏ ngươi cũng mạnh đấy. Ngô Bình, nghe nói trước kia ngươi đã giết nhiều người lắm hả? Con rối siêu cấp, đã có 107 người chết dưới tay ta rồi. Ngô Bình thờ ơ nói, hôm nay nhất định ta sẽ biến ngươi thành sắt vụn. Nói rồi. Anh tiến về phía con rối, sau đó tung một quyền ra. Quyền này chính là quyền diệt vong, anh vừa tung nó ra thì con rối siêu cấp đã cảm thấy không ổn ngay. Tay con rối chậm chậm đưa lên, ngay sau đó đã bị một luồng sáng che phủ. Lẻng xẻng. Tiếp đó, con rối siêu cấp đã biến thành một đống linh kiện rơi rải rác dưới đất. Ngô Bình thở dài một hơi rồi bước tới nhặt các linh kiện lên, sau đó lẩm bẩm, không biết có về lắp lại được không đây. Chưa tới chục phút, Ngô Bình đã rời khỏi cánh cổng sáng. Mọi người thấy anh bình an đi ra thì đều sững sờ, lẽ nào anh đã thành công rồi ư? Nhất là 59 vị công tử khác, không ai dám tin vào mắt mình, vì họ đều nghĩ là anh sẽ chết. Lẽ nào anh ta đánh ngang cơ với con rối siêu cấp, công tử số 1 lẩm bẩm. Người khác nói, không đâu, chắc chắn anh ta đã đánh bại con rối. Người dẫn chương trình cười nói, công tử, cậu đỡ được mấy chiêu của con rối siêu cấp? Ngô Bình hỏi ngược lại, bao chiêu thì đạt tiêu chuẩn? Người dẫn chương trình cười đáp, chỉ cần 3 chiêu thôi là qua rồi. Ngô Bình, xin lỗi, tôi đánh nó nát tan người rồi, nói xong, anh đổ cả đống linh kiện ra đất. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ Ngô Bình đã đánh bại con rối siêu cấp đến mức này. Anh hỏi người dẫn chương trình, tôi mang mấy thứ này đi được không? Người dẫn chương trình ngơ ra, mãi sau mới nói, được chứ? Ngô Bình cất linh kiện đi rồi nói, còn vòng thi nào nữa không? Người dẫn chương trình, còn một vòng khá đơn giản nữa là đấu lôi đài, thật ra là tiếp nhận khiêu chiến của cường giả trong thiên hạ. Ngô Bình, nhận khiêu chiến của cường giả ư? Không hạn chế tu vi à? Người dẫn chương trình, chỉ cần không phải cường giả kỳ nguyên thì đều có thể khiêu chiến anh. Mỗi khi anh giành chiến thắng một lần thì có thể nhận được 300 điểm. Ngô Bình, tôi thấy không cần thiết, mấy người kia không thể có điểm cao hơn tôi được. Người dẫn chương trình cười nói, thật ra vòng cuối này cũng có thưởng, mỗi khi đánh bại một người, anh có thể lấy được tài nguyên của người đó. Ngô Bình, hả, còn trò này nữa à? Người dẫn chương trình, nếu không có vậy thì họ dựa vào đâu để khiêu chiến công tử? Ngô Bình, được,
tiến hành vòng cuối luôn đi. Người dẫn chương trình cười nói, công tử là người đầu tiên của vòng 4. Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, trong lịch sử chưa có ai vào được vòng này à? Người dẫn chương trình, điều kiện được vào vòng này là đánh bại con rối siêu cấp, vì thế các công tử khác không có tư cách vào vòng này. Ngô Bình, không cần mở bài nữa, vào việc luôn đi. Người dẫn chương trình giơ tay lên, một lỗ hổng xuất hiện trên không, bên trong có một lôi đài lớn. Người dẫn chương trình, công tử cứ lên đó rồi sẽ có người đến khiêu chiến. Ngô Bình, tại sao họ lại khiêu chiến tôi, có phải nếu họ thắng thì cũng có thưởng không? Người dẫn chương trình, đương nhiên, nếu họ thắng công tử thì sẽ nhận được phần thưởng lớn. Còn nếu thua thì phải nộp hết tài nguyên cho công tử. Ngô Bình, có bao nhiêu người khiêu chiến tôi? Người dẫn chương trình, thời gian quy định là 4 tiếng. Nếu trận đấu kết thúc nhanh thì số người khiêu chiến sẽ nhiều và ngược lại. Ngô Bình cười nói, thế thì hôm nay tôi sẽ phải chiến đấu với nhiều thiên kiêu lắm đây. Người dẫn chương trình cười nói, công tử có thực lực phi phàm nên đây cũng là chuyện dĩ nhiên. Ngô Bình lập tức nhảy lên lôi đài. Lúc này, có một người đàn ông ở một thế lực đỉnh cấp nào đó tại thiên ngoại đang đứng trước một màn sáng, bên trong màn sáng đang phản chiếu hình ảnh Ngô Bình đứng trên lôi đài. Người này đang dự tiệc với những người khác, tất cả bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng này rồi cười nói, đây là đại hội thượng thanh, đã có người đánh bại con rối siêu cấp, giờ sẽ tiếp nhận khiêu chiến của các anh hùng trong thiên hạ. Thiên công tử mà đánh bại người này thì sẽ nhận được giải thưởng của thượng thanh giới, thực lực của cậu mạnh thế thì nên thử. Thiên công tử quan sát Ngô Bình rồi nói, người này chỉ là một địa tiên, nhưng có thể đi được đến vòng này thì chứng tỏ có thực lực rất mạnh. Khả năng cao là có thể chất chân nhân thái cổ hoặc thánh nhân. Một người cười nói, thiên công tử, con cháu nhà họ thiên thích nhân là chèn ép thiên kiêu, giờ cậu hay cho mọi người được mở mang tầm mắt bằng cách giết thiên kiêu này đi. Thiên công tử cười nói, nếu mọi người thích thì được thôi, tôi sẽ giết người này. Sau đó, người này giơ tay điểm vào màn sáng, một trận vận chuyển lập tức xuất hiện để đưa anh ta đi. Phía này, Ngô Bình vừa nhảy lên lôi đài thì đã có một tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện, người này ngang tuổi anh, nhưng khí tức rất mạnh, chắc là cường giả cấp đạo tôn. Người này mặc tiên bào màu vàng, tóc buộc cao sau đầu, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú. Anh ta cười hỏi, anh bạn muốn chết thế nào? Ngô Bình cười khẩy, lo cho thân mình trước đi, nếu có người phải chết thì đó là anh đấy. Người này chính là Thiên Công Tử. Anh ta cười nói, đúng là người trẻ tuổi còn nông nổi, thôi trước khi chết, tôi sẽ cho anh biết tên tôi. Nhớ nhé, tôi là Thiên Ước con cháu nhà họ Thiên. Cái gì, là người nhà họ Thiên này, hỏng rồi, công tử số 9 này nguy rồi. Nhà họ Thiên giỏi lắm à, một người không rõ hỏi. Giỏi ư, ha ha, đến người hầu nhà họ Thiên cũng có tu vi chân tiên thì anh nói xem nhà họ có giỏi không. Nhất là thập kiệt của nhà họ Thiên, ai cũng có lực chiến đấu cấp đạo tôn đấy. Thực lực của Thiên Ước này thế nào, đứng thứ mấy trong nhà họ Thiên? Một trong những người đứng đầu của lớp trẻ đấy, thứ hạng cao lắm, chắc công tử số 9 không phải đối thủ của anh ta đâu. Ngô Bình vẫn bình thản như thường, anh có khá nhiều đồ quý, lát tôi đánh bại anh rồi thì anh phải giao chúng cho tôi. Thiên Ước cười lạnh, thực lực của tôi, kẻ như anh sao biết được. Ngô Bình, đừng khoác lác nữa, chém gió tới mức sắp thành bão rồi kìa. Sắc mặt Thiên Ước u ám, tay phải giơ cao, sau đó nhẹ nhàng chém tới. Một tia đao quang lóe lên, nó như tới từ tương lai, mang theo khí tức đáng sợ, cấp bậc của nó đã vượt qua đạo tôn. Mượn dùng sức mạnh tương lai à? Thấy đao quang, Ngô Bình nở nụ cười khinh miệt, thủ đoạn mượn dùng sức mạnh tương lai của mình như này, anh đã làm được từ lâu. Nhưng theo sự tăng dần của tu vi, anh ý thức được mấy thủ đoạn thế này chỉ có thể dùng trong thời khắc nguy ngập. Nếu dùng nhiều lần thì sẽ tạo thành bất lợi đối với tương lai của bản thân. Nhưng nếu là anh thi triển chiêu này thông qua đối phương, anh chẳng những không bị ảnh hưởng mà thậm chí thực lực còn mạnh hơn. Nói trắng ra là dựa thế mà làm, mượn dùng thời cơ đối phương mở thời không để lấy năng lượng của mình, mọi hậu quả sau đó, đối phương sẽ là kẻ gánh hết. Quyền tới. Tay phải của Ngô Bình hơi vươn ra, sau lưng xuất hiện một cánh cửa,
phía sau cửa có ánh sáng màu trắng lấp lóe, quyền ảnh ập tới từ bên trong, đánh vào đao quang nọ. Khí thế của quyền này còn đáng sợ gấp 10 lần đao quang. Vừa thấy nó, sắc mặt Thiên Ước thay đổi hoàn toàn, không thể nào. Bùm! Nắm đấm và ánh đao va chạm, ánh đao tan vỡ, nắm đấm tiếp tục bay đến. Cơ thể Thiên Ước bị sức mạnh đáng sợ chèn ép, người nằm trên đất la hét, tha mạng cho tôi. Một quyền này đến từ tương lai, Ngô Bình chỉ đánh ra được chứ không thu hồi được, anh thản nhiên nói, trễ rồi. Một tiếng vang lớn vang lên, toàn thân Thiên Ước bị đánh thì vụn, thứ gì trên người anh ta cũng biến thành không khí, Ngô Bình lại thầm than đáng tiếc. Thiên Ước vừa chết, những người còn lại tỉ thí với Ngô Bình lạ trần trờ, họ tự nhận là thực lực của mình cũng không mạnh hơn Thiên Ước bao nhiêu. Người bên ngoài thấy cảnh này thì sợ điếng người. Cậu ta đánh bại Thiên Ước rồi, đó là cao thủ của nhà họ Thiên. Đúng vậy, nhà họ Thiên là thế lực truyền kỳ, thế mà người kia lại thắng được. Cuối cùng, Ngô Bình không đợi được đối thủ tiếp theo. Anh bước ra khỏi cánh cửa kia. Người dẫn chương trình cười nói, chúc mừng công tử số 9 đã thành công đánh bại người khiêu chiến. Đại hội Thượng Thanh hôm nay đã kết thúc, sau đây, tôi xin công bố danh sách top 10. Đứng đầu là công tử Lý Huyền Bình. Dưới đài có người hoan hô, đặc biệt là 99 cô gái, họ gần như hét toáng lên. Người dẫn chương trình đọc tên 9 người còn lại, phản ứng mọi người chỉ bình thường, gần như không ai để tâm. Hào quang của Ngô Bình quá nổi bật. Toàn toàn bao phủ người khác, làm lu mờ sự tồn tại của họ. Sau khi tuyên bố, người dẫn chương trình giao một tấm lệnh bài cho Ngô Bình, sau khi con đường chân thánh mở ra, anh có thể dùng tấm lệnh bài này để vào đó. Sau khi lấy lệnh bài, đại hội Thượng Thanh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ngô Bình vừa đi xuống khỏi đài thi đấu, anh đã bị một đám mỹ nhân bao vây, muốn mang anh về nhà. Ngô Bình cảm thấy hơi đau đầu. Anh nói, các cô à, tôi đã có vợ con rồi, chỉ e. Anh còn chưa nói xong, một mỹ nhân đã dịu dàng nói, công tử, chúng tôi chỉ xin một danh phận, còn việc công tử có bao nhiêu thê thiếp, điều này không quan trọng. Thiên kiêu như công tử, dù là toàn bộ phụ nữ trong thiên hạ đều theo anh, chúng tôi cũng sẽ không ghen. Ngô Bình không nói gì, anh đang nghĩ cách thoát thân. Tay anh đột nhiên bị một cô gái túm lấy, cô ấy vô cùng xinh đẹp, mặt trái xoan. Mắt lớn và rất mỹ lệ, thân hình cân đối, hiện tại trong đôi mắt đẹp đang lấp lánh ánh nước, cô ấy run giọng nói, công tử, có thể tới nhà tôi một chút không? Ngô Bình cảm giác được là tay cô ấy đang thật sự run rẩy, dường như rất lo lắng và sợ hãi. Anh không khỏi hỏi, cô gái, vì sao cô muốn tôi đến nhà cô? Một mỹ nhân khác cũng chen vào, đúng đó, nếu phải đến nhà ai, chắc chắn chọn nhà tôi. Cô gái mặt trái xoan nức nở, nhà tôi bị giết, nếu công tử không tới xem thử, không chừng có thể giúp nhà tôi vượt qua kiếp nạn này. Tạm thời cũng không có việc gì, Ngô Bình nghĩ rồi nói, được, tôi theo cô một chuyến. Những cô gái còn lại không vui, công tử, nhà tôi cũng gặp phiền phức, anh có thể tới nhà tôi luôn không? Ngô Bình nói, các cô đừng náo loạn, cùng lắm thì chúng ta cùng đi. Mấy cô gái đều đồng ý. Vì vậy Ngô Bình dẫn theo 99 người xuất phát. Thấy Ngô Bình rời đi, có kẻ đứng trong đám đông lắc đầu thở dài, cây có mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi tới bật rễ, ây, đáng tiếc. Không tới mức đó chứ, người bên cạnh có ý kiến khác, người này thực lực đáng sợ, không phải ai cũng có thể diệt trừ được. Người vừa thở dài cười lạnh, ở cái nơi thượng thanh giới này, số thiên kiêu ngã xuống có ít không? Người này đúng là nghịch thiên nhưng đó cũng sẽ là nguồn căn tai họa. Nghe vậy, người còn lại cũng thở dài, cũng đúng, mong là cậu ta có thể trở thành ngoại lệ. Trên đường đi, Ngô Bình đã biết cô gái mặt trái xoan tên là Hà Sở Sở. Nhà họ Hà của cô ấy đắc tội một thế lực lớn, nếu không nghĩ ra cách giải quyết việc này, trong mấy ngày tới, nhà họ Hà sẽ bị diệt vong. Vì cứu vớt gia tộc. Mấy ngày nay Hà Sở Sở cũng tới tham gia đại hội Thượng Thanh dù không mấy hứng thú, hy vọng có thể tìm được một công tử giúp nhà họ Hà thoát khỏi họa diệt môn. Đoàn người tới trước cửa phủ nhà họ Hà, hiện giờ đang có một đám cao thủ chặn trước cổng, có vẻ đang đợi ai đó. Khi thấy Hà Sở Sở, họ có chút sửng sốt, một tu sĩ trung niên hỏi, Sở Sở,
sao con lại về, đại hội thượng thanh xong rồi à? Con có chọn được ai không? Hà Sở Sở vội vàng tiến lên nói, bố, con chọn được công tử Lý là quán quân đại hội thượng thanh. Tu sĩ trung niên mừng rỡ, ông ấy vội tiến lên, quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, Hà Hy Niên ra mắt công tử. Ngô Bình nâng ông ấy lên, gia chủ Hà không cần đa lễ, tại hạ không chịu được lễ này đâu. Người đàn ông trung niên cười, công tử, con gái tôi ném hoa cho cậu, thì chính là người của cậu. Hôm nay tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ cưới. Ngô Bình đang định từ chối thì chợt thấy bầu trời u ám, từng đợt tiếng sấm vang lên, trong mây đen truyền ra tiếng quỷ khóc thần gào. Mà ở không xa một làn sương mù dày đặc đang lan dần về phía này, sắp sửa bao phủ cả nhà họ Hà. Thấy thế, Hà Hy Niên biến sắc, đại trận sát phụ. Nhà họ Khâu ra tay rồi. Ngô Bình cũng cảm nhận được sát khí từ làn sương mù kia, anh bay lên không trung, lấy bút ra, bay vòng quanh phủ nhà họ Hà một vòng. Nơi anh đi qua, mặt đất xuất hiện một đường màu vàng. Khi sương mù tới gần đường màu vàng kia thì bị chặn lại không thể tiến thêm. Thấy sương mù không thể tới gần, mọi người nhẹ nhàng thở ra, Hà Sở Sở nói, công tử, mời vào nhà ngồi. Sau khi mời Ngô Bình vào sảnh chính ngồi, nhà họ Hà lấy tất cả những thứ quý giá nhất ra chiêu đãi anh. Đương nhiên cũng thết đãi luôn 98 mỹ nhân kia. Ngô Bình ngồi ghế trên, nhấp vài ngụm trà, gia chủ Hà đắc tội ai thế, tại sao đối phương phải dồn các vị vào chỗ chết. Hà Hy Niên thở dài một tiếng, chỉ là một chuyện nhỏ nhưng vì đối phương quá mạnh, coi nhà họ Hà chúng tôi là con kiến hôi. Hầy, nếu ban đầu tôi chịu khom lưng thì chuyện không đi tới mức này. Hà Hy Niên bắt đầu kể lại mọi chuyện. Trước kia, Ôn Tam công tử ở Thượng Thanh giới thích Hà Sở Sở nên đã phái người đến nhà họ Hà đề nghị kết thông gia, muốn lấy về làm vợ lẽ. Song Ôn Tam công tử này là người tàn bạo đa nghi, từng giết 4 người vợ và 5 người vợ lẽ. Hà Hy Niên thương con gái nên đã bảo con giả vờ bệnh nặng, ngoại hình cũng làm xấu xí theo. Nào ngờ Ôn Tam công tử nghe tin xong bèn nổi trận lôi đình, cho rằng nhà họ Hà cố ý làm như vậy, tuyên bố sẽ tiêu diệt cả nhà họ Hà. Sau khi hay tin, người nhà họ Hà vội vàng khôi phục dung mạo cho Hà Sở Sở. Nhưng Ôn Tam công tử không muốn cưới nữa, còn bảo nhà họ Hà chuẩn bị quan tài đi. Cảm giác được sự uy hiếp, Hà Sở Sở vì quá bất lực nên mới đến đại hội thượng thanh tìm vận may, hy vọng có thể nhờ một người có năng lực mạnh hơn, cứu nhà họ Hà khỏi cơn nguy khó. Ngô Bình cau mày nói, đây rõ ràng chỉ là một chuyện vặt vãnh, vậy mà đối phương đã muốn diệt cả nhà họ Hà ư. Hà Hy Niên cười khổ, đối với Ôn Tam công tử, chỉ cần một câu nói đã có thể diệt cả nhà họ Hà chúng tôi rồi. Ngô Bình lắc đầu, thật càn rỡ. Không hề có phong thái của một thế lực lớn. Hà Sở Sở nói, giống như voi dẫm chết một con bọ vậy, e là còn chẳng buồn cúi đầu nhìn xuống. Ngô Bình bảo, tôi đã đến đây rồi thì tất nhiên sẽ bảo vệ mọi người chu toàn. Anh nhìn Hà Sở Sở, cô Sở Sở, sau này cô đồng ý theo tôi chứ? Lần này anh ra tay là có lý do, nên mới hỏi như vậy. Hà Sở Sở khẽ cúi người, Sở Sở bằng lòng đi theo hầu hạ công tử suốt đời. Ngô Bình gật đầu, vậy sau này cô chính là người của tôi. Người của tôi không thể bị kẻ khác ức hiếp. Dứt lời, anh bước ra đại sảnh, bay lên trời cao, nhìn màn sương bao quanh nhà họ Hà, hét to, sương tan. Ầm. Màn sương dày đặc xung quanh đột nhiên tan đi. Sau khi sương tan, 12 tu sĩ xuất hiện. Trong tay họ đều có cầm một món tiên khí để kích hoạt đại trận vụ sát. Nay đại trận bị phá, 12 người đều sửng sốt, dường như không tin đây là sự thật. Ngô Bình lãnh đạm nói, các vị đi đi, chuyện hôm nay, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. 12 người này tuy rất kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi. Một trong số họ còn kiêu ngạo nói, công tử không thể động vào Ôn Hầu đâu. Chuyện ở đây không liên quan đến cậu. Mau đi đi kẻo lại tự hại thân mình. Ngô Bình đáp, Hà Sở Sở là người của tôi, sao lại bảo không liên quan đến tôi cơ chứ? Ngoài ra, tôi cũng chẳng quan tâm đến Ôn Hầu gì đó. Nếu các vị cứ u mê không tỉnh ngộ thì chỉ hại chủ tử nhà mình thôi. Người nọ cười khẩy, Ôn Hầu là một trong ngũ hầu Thượng Thanh, địa vị siêu phàm, được Thượng Thanh Thiên sắc phong.
cậu có thể đắc tội được sao? Nghe đối phương nói thế, Ngô Bình hơi bất ngờ, do Thượng Thanh Thiên sắc phong. Lúc này, Hà Hy Niên lên tiếng, công tử, Thượng Thanh Thiên là một sinh linh cực kỳ mạnh của đại thế giới Thượng Thanh, ban đầu chỉ là sinh linh hỗn mang, sau này định cư ở đại thế giới Thượng Thanh, tự xưng Thượng Thanh Thiên. Thượng Thanh Thiên này mở một phủ Thượng Thanh Thiên, sắc phong Tam Vương Ngũ Hầu cửu công. Ôn Hầu là một trong ngũ hầu, vì là người của Thượng Thanh Thiên nên không ai dám động vào cả. Ngô Bình nói, ra là có một Thượng Thanh Thiên nữa, chẳng trách lại hống hách đến vậy. Người nọ cười khẩy, thế nào, giờ đã biết thân phận của Ôn Hầu chưa? Ngô Bình đáp, biết rồi. Các người mau cút đi, trong vòng 3 giây, nếu như còn chưa đi, giết bất luận tội. Thấy anh biết thân phận rồi mà vẫn không đổi thái độ, đối phương nổi giận, thật láo xược. 3. Ngô Bình bắt đầu đếm. Nên biết rằng đắc tội Ôn Hầu, cậu sẽ chết không có chỗ chôn thân. 2. Anh đếm tiếp, không hề dừng lại. Thực lực của Ôn Hầu có thể sánh với Đạo Tôn, cậu nghĩ mình là đối thủ của Đạo Tôn ư? 1. Đếm đến đây, Ngô Bình phất tay phải, một luồng sát quang lóe lên, đầu của 12 tu sĩ đồng loạt bay ra, máu tươi văng tung tóe. Anh vừa thực hiện trong một trong những tuyệt học kỷ nguyên, những người kia còn chẳng có lấy một cơ hội tránh đòn. 12 thi thể rơi xuống đất, người nhà họ Hà vô cùng bàng hoàng. Nên biết rằng 12 người này đều là kẻ mạnh cấp đạo quân, thế mà lại chết dễ dàng như vậy ư? Hà Hy Niên vội vã mời Ngô Bình trở lại đại sảnh, công tử, giết chết người của Ôn Hầu, đối phương chắc chắn sẽ không để yên. Ngô Bình hờ hững đáp, nếu bọn họ dám đến đây, tôi sẽ khiến họ một đi không trở lại. Hà Hy Niên nghĩ bụng, đã đi đến bước này rồi, cũng chỉ đành làm vậy. Ngô Bình hỏi ông ấy, Thượng Thanh Thiên mà ông nhắc đến ban nãy là người mạnh nhất đại thế giới Thượng Thanh à? Hà Hy Niên đáp, nói là người mạnh nhất thì còn phải tranh luận, song những người mạnh nhất thì chỉ có 5 vị thôi, một vị là lão tổ nhà họ Thiên, một vị là Thượng Thanh Thiên, 3 vị còn lại đều là những sự tồn tại lớn mạnh, thế lực nhỏ như chúng tôi hoàn toàn không thể động vào. Ngô Bình nói, mấy ngày tới, tôi sẽ ở phủ nhà ông, chờ đối phương ra tay. Hà Hy Niên cảm mừng, cảm ơn sự bảo vệ của công tử. Từ nay về sau, nhà họ Hà chúng tôi sẽ xem công tử là chủ công. Thấy Ngô Bình muốn ở lại nơi này, 98 người đẹp còn lại đều cảm hâm mộ vô cùng. Một cô gái bỗng nhiên khóc nấc lên, lập tức khiến Ngô Bình chú ý. Anh bước đến hỏi, sao cô lại khóc? Cô gái đáp, em thấy công tử dũng mãnh phi thường như vậy nên lòng rất vui mừng, đồng thời cũng nghĩ đến cảnh ngộ của cha. Ngô Bình hỏi, ông ấy bị làm sao? Cô gái này xinh đẹp yêu kiều, so với Hà Sở Sở đúng là mỗi người một vẻ. Cô gái nói, công tử, em tên là Kiều Nô. Cha em bị Hỏa Vân Đạo Tôn giam giữ ở Động Hỏa Vân, làm nô lệ cả đời. Khi cha em đi, em chỉ mới 4 tuổi. Nay đã 13 năm trôi qua, em vẫn chưa được gặp lại ông ấy lần nào. Ngô Bình hỏi, Hỏa Vân Đạo Tôn là ai? Vì sao lại bắt giữ cha cô? Kiều Nô đáp, Hỏa Vân Đạo Tôn đắc đạo ở Động Hỏa Vân, tu vi cao thâm, năng lực khủng khiếp. Năm xưa, đồ tôn của ông ta làm chuyện ác, hãm hại vô số người. Trong cơn giận dữ, cha em đã đả thương hắn. Sau khi Hỏa Vân Đạo Tôn biết được, lập tức bắt cha em làm nô lệ vĩnh viễn, mỗi ngày đều chịu đau đớn của tiên hỏa luyện hồn. Ngô Bình nói, xem ra ông ấy là một tu sĩ có lòng chính nghĩa. Kiều Nô khẽ thở dài, có lòng chính nghĩa thì đã sao, vẫn phải rơi vào cảnh ngộ như bây giờ mà thôi. Cô ấy quỳ dưới đất, xin hãy cứu cha em. Suy nghĩ hồi lâu, Ngô Bình đáp, được, tôi sẽ cứu cha cô ra. Kiều Nô mừng rỡ, cảm ơn công tử. Hà Hy Niên lên tiếng, công tử, phía sau có một đại viện, mời công tử và các cô đến đó nghỉ ngơi. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Đại viện thật sự rất rộng lớn, có hơn 300 gian phòng, còn có mười mấy vườn hoa lớn nhỏ, cảnh quan rất đẹp. Ngô Bình sống ở một viện riêng, 99 người đẹp đều có phòng của riêng mình. Vừa vào viện, anh đã nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, Ngô Bình thấy cả đám người đẹp đang tha thiết nhìn anh, ý tứ muốn biểu lộ vô cùng rõ ràng. Ngô Bình húng hắng nói, các cô à, bây giờ tôi rất bận.
nếu các cô không có chuyện gì để làm, vậy thế này đi, tôi có một nơi để các cô đến đó tu hành, ở đó có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của các cô. Nghe xong, những người đẹp kia chẳng có chút hứng thú nào. Bây giờ họ chỉ muốn Ngô Bình sớm ngày cưới họ về, tu hành gì đó hoàn toàn không quan trọng. Ngô Bình bất đắc dĩ, đành bảo, muốn gả vào nhà họ Lý chúng tôi thì tu vi không được kém. Các cô hãy đến đó chăm chỉ tu luyện, chỉ khi trở thành đạo quân, mới có thể bước vào nhà họ Lý. Nghe được câu này, các cô gái lập tức hào hứng hơn hẳn, bắt đầu hỏi anh đó là nơi nào. Ngô Bình hỏi xong, ngoại trừ Hà Sở Sở và Kiều Nô, 97 người còn lại đều đồng ý. Thế là anh phất tay một cái, các cô gái liền được đưa vào xào huyệt tà ma, bắt đầu nhanh chóng nâng cao tư chất và tu vi. 99 người, thoát cái chỉ còn 2 người, đôi tai của Ngô Bình lập tức được yên tĩnh hơn nhiều. Anh bắt đầu luyện đan, tu hành. Giữa trưa ngày thứ 2, Hà Hy Niên đột nhiên đến gặp công tử, nhà họ Thiên cử sứ giả đến, xin gặp công tử. Nhà họ Thiên, lẽ nào vì anh giết chết công tử nhà họ Thiên nên họ đến trả thù? Anh hờ hững đáp, bảo sứ giả chờ ở đại sảnh đi. Vâng. Trong đại sảnh nhà họ Hà, một người đàn ông trung niên đang ngồi. Ông ta để rìa, mắt hẹp dài, mang lại cảm giác gian trá xảo quyệt. Chờ một hồi mà vẫn không thấy Ngô Bình, ông ta cau mày hỏi, Hà Hy Niên, tại sao cậu ta vẫn chưa xuất hiện? Hà Hy Niên đáp, công tử bảo sứ giả chờ ở đây. Bảo tôi chờ, ông ta nổi giận, chẳng lẽ cậu ta không biết tôi được nhà họ Thiên cử đến sao? Hà Hy Niên đáp nhẹ, đương nhiên là công tử biết. Biết mà sao vẫn dám làm như vậy? Hà Hy Niên nhìn ông ta một cái rồi nói, sứ giả, Lý công tử là công tử hạng nhất đương thời. Đối phương cau mày, câu này có ý gì? Hà Hy Niên đáp, Lý công tử với tư chất hơn người, đã giành được hạng nhất, vô tiền khoáng hậu. Người như vậy, trong lòng sẽ không có nỗi sợ. À phải, có lẽ sứ giả vẫn chưa biết, cách đây không lâu, người của Ôn Hầu đã đến nhà họ Hà hành hung, công tử đã vung tay giết chết 12 vị đạo quân. Sứ giả hừ mạnh, Ôn Hầu có thể so sánh với nhà họ Thiên ư? Còn ngang ngửa với Thượng Thanh Thiên đấy. Hà Hy Niên nói, ý của tôi là, có gì từ từ nói, không nên quá cứng rắn. Sứ giả cười khẩy, nhà họ Thiên làm việc không cần nhìn sắc mặt người khác. Cậu ta vui hay không vui cũng được, kết quả đều như nhau cả. Là một trong những thế lực mạnh nhất đại thế giới Thượng Thanh, người nhà họ Thiên làm việc xưa nay đều như vậy, chưa từng thay đổi. Hà Hy Niên thầm thở dài, nghe ông ta nói vậy, cũng không nhiều lời nữa, yên lặng chờ Ngô Bình xuất hiện. Một khắc sau, Ngô Bình mới chậm rãi bước ra. Hà Hy Niên vội vàng ra đón, công tử, vị này chính là sứ giả họ Thiên. Sứ giả nhà họ Thiên ngẩng đầu, liếc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lãnh đạm nói, nhà họ Thiên, chưa từng nghe tên. Sứ giả sầm mặt, trầm giọng đáp, Lý công tử, kẻ xem thường người của nhà họ Thiên đều không có kết cục tốt đẹp. Ngô Bình bảo, trùng hợp quá, kẻ vô lễ với bản công tử, không chết cũng bị thương. Sứ giả hừ giọng, tôi đến đây để truyền đạt ý của nhà họ Thiên. Ngô Bình hỏi, ý của nhà họ Thiên? Ý của nhà họ Thiên thì liên quan gì đến bản công tử? Sứ giả cau mày, Lý công tử, tốt nhất là cậu nên lắng nghe. Nhà họ Thiên hy vọng Lý công tử rời khỏi đại thế giới Thượng Thanh trong vòng 3 ngày, và không bao giờ quay lại nữa. Ngô Bình đáp, ô, bảo tôi đi. Sứ giả nói, đúng vậy. Nếu Lý công tử không đi, nhà họ Thiên không thể bảo đảm cậu sẽ an toàn. Ngô Bình hỏi, uy hiếp tôi. Sứ giả cười hề hề, cậu nghĩ như vậy cũng được. Ngô Bình hỏi tiếp, nhà họ Thiên bảo tôi rời đi thì cũng phải cho tôi lý do chứ. Sứ giả nhẹ nhàng đáp, không cần lý do. Nhà họ Thiên chỉ yêu cầu công tử làm vậy. Ngô Bình hỏi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Sứ giả nói, chỉ có bấy nhiêu thôi. Ngô Bình bảo, những điều ông nói, bản công tử đã biết rồi. Ông có thể đi rồi đấy. Sứ giả đứng dậy, hy vọng công tử là người thông minh. Sau khi sứ giả nhà họ Thiên rời đi, Hà Hy Niên lên tiếng, công tử, tôi thấy những thế lực do nhà họ Thiên đứng đầu không muốn công tử đi theo con đường chân thánh. Ngô Bình hỏi, lý do là gì?
Hà Hy Niên đáp, họ đã tồn tại ở đại thế giới thượng thanh bao nhiêu năm nay, đã quen với trạng thái hiện tại. Công tử có biểu hiện quá tốt, bọn họ sợ công tử đi quá xa trên con đường chân thánh, thậm chí đạt được bảo vật cuối cùng, trở thành giới chủ của đại thế giới thượng thanh. Bọn họ làm sao có thể bằng lòng để một người ngoài ngồi lên đầu mình kia chứ? Ngô Bình bảo, nói vậy, tôi buộc phải đi, bằng không họ chắc chắn sẽ tiêu diệt tôi. Hà Hy Niên gật đầu, trừ phi công tử có đủ năng lực để đối chọi với tất cả thế lực này, bằng không chỉ có thể chọn cách rời khỏi đây. Ngô Bình nói, tôi đến đây vì muốn đi con đường chân thánh, sao có thể dễ dàng rời bỏ chứ? Hà Hy Niên đáp, công tử có tiền đồ sán lạn, nếu chỉ là rời đi tạm thời, thật ra cũng không có gì. Hà Hy Niên nói rất huyền chuyển, nhưng rõ ràng đang khuyên Ngô Bình trốn chạy. Ngô Bình hỏi, kẻ mạnh nhà họ Thiên kia có thực lực thế nào? Hà Hy Niên trả lời, nghe nói thực lực của lão tổ nhà họ Thiên đã đạt trình độ của kẻ mạnh tam kỷ nguyên. Kẻ mạnh tam kỷ nguyên, thế thì đúng là rất mạnh, anh nhẹ nhàng nói, có điều, người đó chắc chắn sẽ không ra tay với tôi. Hà Hy Niên thấy rất lạ, ý của công tử là lão tổ nhà họ Thiên sợ công tử ư? Ngô Bình đáp, đúng thế, vì ra tay với tôi, người đó sẽ không có phần thắng. Hà Hy Niên hít một hơi, năng lực của công tử đã đủ để đối chọi với kẻ mạnh tam kỷ nguyên sao? Ngô Bình đáp, ít nhất đối phương sẽ nghĩ vậy. Rồi anh xua tay, tôi phải bế quan tu luyện, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì đừng làm phiền tôi. Vâng, Hà Hy Niên vội đáp. Trở về viện, Ngô Bình tiếp tục tu luyện tầng thứ 32 của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Thái Nhất Hoàng Cực Kinh có tổng cộng 36 tầng, trong đó tầng 31 đến 36 là cảnh giới chân hoàng. Sau tầng 32 của công pháp này đã là trình độ tương đương với kẻ mạnh kỷ nguyên. Tầng 32 là một ngưỡng cửa, một khi đột phá, năng lực của Ngô Bình sẽ tăng vọt. Cốt lõi của tầng công pháp này chính là tu luyện tuyệt học của các kỷ nguyên, học hỏi điểm mạnh, cải thiện thực lực. Không lâu trước đó, Ngô Bình vừa lĩnh ngộ được 108 loại tuyệt học kỷ nguyên, lúc này anh đã tu luyện 32 tầng, chẳng mấy chốc đã có đột phá, khí tức quanh người thay đổi rõ rệt. Nếu bây giờ có người tiếp cận sẽ phát hiện trên người Ngô Bình tỏa ra khí tức của rất nhiều kỷ nguyên. Những luồng khí tức này giao hòa ở phía anh, tạo thành một bức tranh ba chiều đáng kinh ngạc, đây là cách anh tiến hành suy luận đối với các tuyệt học kỷ nguyên. Anh đột phá chưa được bao lâu thì bỗng mở bừng mắt, thu khí tức lại, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngoài cửa Hà Phủ. Lúc này, một cậu trai mười mấy tuổi đang cầm một cái đầu người, đứng trước cửa. Đầu người kia còn đang chảy máu. Ngô Bình biết chủ của cái đầu ấy, đó là con trai út của Hà Hy Niên, năm nay mới 7 tuổi. Bây giờ cậu bé ấy đã bị kẻ khác sát hại, còn bị chặt đầu, cầm đến Hà Phủ mà gào thét. Nghe cho rõ đây, ngày hôm nay, từng người một của nhà họ Hà đều phải chết. Gương mặt của cậu ta rất dữ tợn, ánh mắt hừng hực sát khí. Nhìn thấy đầu của cậu bé, Hà Sở Sở lập tức ngất đi. Ngô Bình vội vàng vỗ vào vai Hà Sở Sở, cô ấy mới khóc nấc lên. Ngô Bình vội vàng an ủi, đừng đau lòng quá, em trai cô vẫn cứu được. Hà Hy Niên giận dữ giống lên, mắt như muốn nứt toác ra, tao liều với mày. Ông ấy định xông tới nhưng lại bị Ngô Bình kéo lại. Anh lãnh đạm nói, chuyện này cứ để tôi xử lý. Anh vừa nhìn cậu trai kia, vừa hỏi, danh con, là người của Ôn Hầu sao? Cậu ta liếc anh, Ôn Hầu chính là cha tôi. Anh là ai? Ngô Bình gật đầu, con không được dạy dỗ tốt là lỗi của cha. Món nợ này, lát nữa tôi sẽ tính với cậu. Đầu người, đến đây. Anh giơ tay ra, cái đầu trong tay cậu trai liền bay đến trước mặt Ngô Bình. Một quầng ánh sáng xanh lục tỏa ra từ lòng bàn tay anh, bao bọc lấy cái đầu ấy. Một thi thể không đầu ở gần đó cũng bay đến và được ánh sáng xanh này bao bọc. Mọi người đều há hốc mồm, tự hỏi anh đang làm gì, chẳng lẽ muốn cứu người đã bị chặt đầu ư? Cậu trai cười khẩy, một nhát đao của tôi đã chém hồn nó trước rồi mới chém người nó. Dù anh có bản lĩnh cách mấy cũng không cứu nổi đâu. Ngô Bình không nói gì. Hai bàn tay áp lại, đầu và thân mình cũng hợp lại với nhau, thần kinh, mạch máu, cơ bắp, kinh mạch, tất cả đều được nối lại. Cùng lúc ấy, anh vươn hai tay ra,
hai luồng hồn phách liền bay tới và được anh đưa vào thi thể. Sau đó anh ném thi thể vào xào huyệt tà ma, ở đó không chỉ có thể nâng cao tư chất của một người, mà còn giúp người ta chết đi sống lại. Sau khi đưa em trai của Hà Sở Sở vào xào huyệt, Ngô Bình mới nhìn về phía cậu trai kia, lạnh lùng nói, ra tay với một cậu bé mới 7 tuổi, tội không thể tha. Cậu trai cười khẩy, tội không thể tha, anh nghĩ anh là cái thá gì? Ngô Bình đáp trả, tôi là người có thể dễ dàng bóp chết cậu. Cậu trai cả giận, láo xược, người đâu, hạ gục hắn. Từ sau lưng cậu ta, một quái vật đầu hổ thân người lao về phía Ngô Bình với khí thế hung hãn. Ngô Bình còn chẳng buồn nhìn, ngón trỏ tay phải khẽ búng một cái, một luồng ánh sáng đen liền đánh vào người con quái vật đầu hổ, khiến cơ thể nó lập tức nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Sau khi giết chết quái vật đầu hổ, Ngô Bình hờ hững nói, giết người đền mạng. Chờ chết đi. Anh giơ tay phải lên rồi từ trên cao ấn xuống, từ trên trời liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ, trấn áp cậu trai kia. Bàn tay ấy được bao quanh bởi vô số ngôi sao, cực kỳ to, nhưng càng xuống thấp, nó càng nhỏ đi. Khi nó hạ xuống đầu cậu ta thì đã to bằng tấm ván cửa. Cậu dám? Một giọng nói vang lên từ cách đó rất xa, một luồng kiếm quang chém về phía Ngô Bình. Tay trái của Ngô Bình khẽ vung. Kiếm quang liền bị đánh bay, đồng thời lòng bàn tay cũng đáp xuống đất. Đòn này chính là tuyệt học kỷ nguyên, cậu trai kia lập tức tan thành mây khói. Cùng lúc ấy, một người đàn ông trung niên vội bay đến. Nhìn thấy dấu tay khổng lồ trên mặt đất, ông ta điên cuồng gào thét, nhìn chòng chọc vào Ngô Bình, cậu dám giết chết con trai tôi. Ngô Bình hờ hững đáp, con trai ông vừa giết hại một cậu bé 7 tuổi. Cậu bé ấy cũng có cha có mẹ. Nỗi đau của họ không kém gì ông. Người trung niên giận dữ nói, lũ tôm tép ấy làm sao có thể so sánh với bản hầu. Ngô Bình cười khẩy, ông chính là ôn hầu sao? Đến đúng lúc lắm, nhà họ Hà đang được tôi bảo vệ. Nếu ông còn dám ức hiếp họ Hà, tôi sẽ đánh đến tận cửa, trả lại ông gấp 10 lần. Ôn hầu tức giận đến mức bật cười, dù cậu giành được hạng nhất ở Đại hội Thượng Thanh, cũng không có tư cách ăn nói với bản hầu như vậy. Ngô Bình lãnh đạm nói, tôi đã bảo rồi, không phục thì giao chiến. Ôn hầu định ứng chiến thì một tu sĩ từ trên cao bay xuống. Người này cưỡi một con bò trắng, mặc áo choàng trắng, để râu trắng, nhẹ nhàng cất lời, ôn hầu, nếu Lý công tử muốn so tài, sao không chọn ra một ngày, mỗi bên phái một người ra giao đấu. Nghe vậy, ôn hầu giật mình đáp, Tề Vương nói chí phải. Ông ta nhìn về phía Ngô Bình, cậu dám chọn ngày giao chiến với người của bản hầu hay không? Ngô Bình thờ ơ nói, nếu ông không dám đánh thì cứ nói thẳng. Ôn hầu xa sầm mặt, bản hầu không hề sợ cậu. Ngô Bình bảo, nếu đã không sợ thì tôi chấp nhận yêu cầu của ông. Nhưng chọn ngày giao đấu rồi thì chúng ta phải nói trước với nhau một chuyện. Ôn hầu hỏi, cậu muốn nói gì? Ngô Bình bảo, sau trận chiến đó. Nếu tôi thắng thì sao? Ôn hầu trầm giọng hỏi, cậu muốn thế nào? Ngô Bình nói, nếu ông hoặc người của ông thua, thì phải ngoan ngoãn giao ra toàn bộ tài sản của ông. Ôn hầu híp mắt, khẩu vị khá lắm. Sao hả, ông không dám, Ngô Bình hỏi. Ôn hầu cười khẩy, trên đời này không có chuyện khiến ôn hầu này sợ. Được, tôi đồng ý. Ngô Bình hỏi, vậy ông phải nói cho tôi biết ông có bao nhiêu tài sản, đổi ra bao nhiêu đạo tôn tệ. Ôn hầu cau mày, dĩ nhiên ông ta không muốn nói ra chuyện này, nhưng đã đồng ý với điều kiện của Ngô Bình rồi nên đành phải nói, thượng thanh tệ được lưu hành nhiều nhất ở đại thế giới thượng thanh. 100 đồng thượng thanh tệ đổi được 1 đồng đạo tôn tệ. Tài sản của tôi, ít nhất cũng chỉ giá mấy mươi nghìn tỷ thượng thanh tệ. Ngô Bình đáp, mấy mươi nghìn tỷ. Khá đấy, thế này nhé, nếu ông thua thì đưa cho tôi 30.000 tỷ thượng thanh tệ. Ôn hầu cười khẩy, nếu cậu thua thì sao? Ngô Bình hờ hững đáp, nếu tôi thua thì sẽ đưa cho ông 50.000 tỷ thượng thanh tệ, được chứ? Ôn hầu sửng sốt, thật sao? Ngô Bình đáp, hoàn toàn là thật. Được, đôi mắt ôn hầu sáng rỡ, tôi cược ván này với cậu. Người cưỡi bò trắng cười bảo. Nếu Lý công tử đã hào phóng đến vậy thì tôi cũng muốn tham gia, không biết có được không?
Ngô Bình nhìn sang đối phương, được thôi, ông muốn cược bao nhiêu? Người này cười đáp, xin tự giới thiệu, tôi là Tề Vương, dưới trướng Thượng Thanh Thiên. Công tử bỏ ra 50.000 tỷ, tôi sẽ bỏ ra 20.000 tỷ Thượng Thanh tệ, được chứ? Cũng tránh cho cậu chịu thiệt. Ngô Bình nói, được, nếu tôi thua, sẽ trả cho ông 20.000 tỷ. Tương tự, nếu phía ông thua, ông cũng phải trả cho tôi 20.000 tỷ. Tề Vương cười bảo, cứ thỏa thuận như vậy nhé. 3 ngày sau, Thượng Thanh Thiên Cung, cao thủ của tôi sẽ đến giao chiến với Lý Công Tử. Trận chiến này, Lý Công Tử có thể tìm vài người làm chứng. Ngô Bình trả lời, không thành vấn đề, 3 ngày sau gặp lại. Sau đó hai người rời đi. Hà Hy Niên lo lắng nói, công tử không nên đồng ý. Tề Vương kia mưu trí vô địch thiên hạ, dám đánh cược chứng tỏ đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ngô Bình bảo, ông ta dám cược vì không hiểu rõ về tôi. Hà Sở Sở vẫn còn nghĩ đến em trai, vội vàng hỏi, công tử à, em trai tiểu thương đâu mất rồi? Ngô Bình cười đáp, ở đây. Anh phất tay, một cậu bé 7 tuổi liền xuất hiện trước mặt họ. Cậu bé ngẩn ngơ, sau đó mừng rỡ, cha, chị, con nhớ hai người lắm. Nhìn thấy con trai còn sống, Hà Hy Niên liền ôm cậu bé vào lòng mà hỏi, Thương Nhi, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi? Cậu bé tên là Hà Thương, khẽ lắc đầu, không sao ạ. Trước đó con gặp phải kẻ xấu, kẻ đó đánh con, rồi con hôn mê. Khi tỉnh dậy, con phát hiện mình đang ở một căn phòng tinh thể, xung quanh toàn là nước, có rất nhiều ống nhỏ xuyên qua cơ thể con. Nhưng con cảm thấy rất dễ chịu, nên không sợ nữa. Rồi ban nãy con được một luồng sức mạnh kéo ra, sau đó thì con xuất hiện ở đây. Hà Hy Niên quỳ xuống đất, cảm ơn công tử đã cứu giúp. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, chuyện nhỏ thôi, sau này hãy trông chừng con trai thật kỹ. Ngừng lại một chút, anh nói, Ôn Hầu sẽ không động đến nhà họ Hà nữa. Tôi cũng phải đi đây. Hà Hy Niên cố gắng thuyết phục anh ở lại, nhưng Ngô Bình vẫn rời đi, có điều anh dẫn theo Hà Sở Sở và Kiều Nô. Lần này, anh định đi cứu cha của Kiều Nô. Đến gần động Hỏa Vân, Ngô Bình nói với Kiều Nô, lát nữa hãy nói cô chính là vợ lẽ mà tôi mới cưới về, tôi ra mặt chút giận giúp cô. Sau đó thì đừng lên tiếng, để tôi thương lượng với kẻ đó. Kiều Nô gật đầu, vâng, em sẽ nghe theo lời công tử. Trong động Hỏa Vân này có một vị Hỏa Vân đạo tôn. Người này từng đắc đạo trong động này rồi sống luôn ở trong đó. Ngô Bình lúc này đã đưa Kiều Nô vào trong động tiên, sau đó giải phóng ra khí tức đại thánh rồi trực tiếp hạ cánh xuống trước cửa động Hỏa Vân. Khí tức của anh quá mạnh mẽ, vừa tới đã đánh động khiến cho một đám trẻ con xếp thành hai hàng chạy ra khỏi động. Đằng sau đó là một người đàn ông tuấn tú râu đen da trắng. Người đàn ông này chính là Hỏa Vân đạo tôn. Ông ấy chắp tay cười nói, đại thánh giá đáo mà không nghênh đón từ xa, xin lượng thứ. Tuy là đạo tôn, nhưng trước mặt đại thánh, ông ấy vẫn phải cung kính. Xét cho cùng, số lượng đại thánh trên thế giới này ít hơn đạo tôn rất nhiều. Ngô Bình cười nói, Hỏa Vân đạo hữu, tôi đã nghe danh ông từ lâu. Hôm nay có việc đi ngang qua nơi này, cho nên tiện tới đây thăm ông một chút. Tôi cũng không có gì quá quý giá, đây là 2 viên đan dược, xin vui lòng nhận lấy. 2 viên đan dược này là Đại La Kim Đan do Ngô Bình luyện chế. Sau khi uống chúng, người bình thường có thể trực tiếp thăng cấp lên đạo quân. Hỏa Vân đạo tôn mừng rỡ, vội vàng nói, đại thánh quá khách sáo rồi, tôi không dám nhận đan dược quý giá như vậy. Ngô Bình cười nói, đạo hữu, không có chi. Sau nhiều lần từ chối, Hỏa Vân đạo tôn cuối cùng cũng nhận lấy đan dược rồi vội vàng mời Ngô Bình vào trong động. Có một động trời rất độc đáo bên trong động Hỏa Vân, nó có diện tích lớn và nhiều kiến trúc đã được xây dựng ở đây. Khi đến đây, Ngô Bình cảm thấy nơi này không hề tầm thường, dù cho Hỏa Vân đạo tôn chỉ mới mở ra một phần nhỏ, vẫn còn rất nhiều không gian chưa được khám phá. Hỏa Vân đạo tôn mời Ngô Bình đến một đại điện, sai người mang trà quý và quả tiên mà ông ấy cất giữ lên. Ngô Bình được tiếp đón một cách hết sức nồng hậu. Đại thánh đang định đi đến nơi nào vậy? Ngô Bình cười nói, tôi đi gặp một người bạn thôi.
Hỏa Vân Đạo Tôn, nếu như Đại Thánh có thời gian, mời ở lại đây chơi mấy ngày. Ngô Bình cười đáp, động Hỏa Vân này thực sự là một nơi tốt, linh khí ở đây rõ ràng là khác với thế giới bên ngoài. Hỏa Vân Đạo Tôn, đúng vậy. Hỏa Vân giới vốn là một vũ trụ sắp được sinh ra, nhưng lại bị một bậc đại năng luyện hóa thành Hỏa Vân giới. Về sau, một vị đại năng của tiên tộc đã chiếm được nơi này, lấy nơi này làm trung tâm để lập ra Hỏa Vân Tiên Tông. Tu vi của tôi chính là đến từ vị đại năng của tiên tộc đó. Ngô Bình, ô, tại sao không mở thêm những nơi khác nữa? Hỏa Vân Đạo Tôn lắc đầu, trí tuệ cùng thực lực của tôi không cho phép tôi mở ra thêm nhiều không gian hơn nữa. Có điều giờ tôi đã rất hài lòng rồi, mặc dù chỉ có nhiêu đây thôi nhưng cũng đủ để các thế lực ở đại thế giới Thượng Thanh đều phải nể mặt tôi vài phần. Bởi chỉ chỗ tôi mới có Hỏa Vân Tiên Tinh, hơn nữa Hỏa Vân sát trận ở nơi này cũng đủ uy hiếp bọn họ. Ngô Bình, Hỏa Vân Đạo Tôn nghĩ đúng lắm. Hỏa Vân Đạo Tôn cười nói, Đại Thánh, người ngay không nói lời mập mờ. Chỉ bằng Đại Thánh nói rõ mục đích tới đây là gì. Nếu như tôi có thể làm được thì nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Ngô Bình cười nói, được, nếu Hỏa Vân Đạo Tôn đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng sẽ nói rõ ràng. Tôi có một tiểu thiếp, phụ thân cô ấy bị giam ở động Hỏa Vân. Trước đó tôi và đạo hữu cũng không phải chỗ quen biết, cho nên không dám vội vàng nói ra chuyện này. Hỏa Vân Đạo Tôn hỏi, không biết người mà đạo hữu nhắc tới là ai? Ngô Bình đáp, Phạm Ly. Hỏa Vân Đạo Tôn khẽ cau mày, người này lúc trước đã đả thương đồ tôn của tôi, khiến nó không thể nào tu luyện được nữa. Tôi không giết ông ta đã là nhân nhượng lắm rồi. Ngô Bình rất ngạc nhiên, lệnh đồ tôn bị thương nặng như vậy sao? Có thể để tôi gặp cậu ấy không, có lẽ tôi có thể chữa lành vết thương cho cậu ấy. Hỏa Vân Đạo Tôn cười hỏi, Đại Thánh cũng biết y thuật. Ngô Bình, tôi có hiểu biết một chút. Hỏa Vân Đạo Tôn sai người khiêng một người đàn ông lưng gù mắt lác lên, Ngô Bình nhìn người này, nói, thương thế quả thực nghiêm trọng, nhưng với khả năng của đạo hữu thì có thể chữa được mới phải. Hỏa Vân Đạo Tôn, khi đó tôi đang bế quan vượt ải sinh tử, nửa năm sau mới có thể xuất quan. Khi tôi đi ra thì nó đã thành như vậy, tôi cũng không thể làm gì. Ngô Bình tiến lên, đưa tay vỗ một cái, cạch một tiếng, cái lưng gù của cậu ta đã thẳng lại. Đồng thời, một lực đạo lớn tràn vào trong cơ thể đối phương, đả thông kinh mạch toàn thân của cậu ta. Sau đó, anh điểm vài huyệt trên người cậu ta và nói, được rồi đó. Người thanh niên kêu lên ai ra một tiếng, kinh mạch được đả thông, cảm giác khó chịu trong cơ thể nháy mắt đã biến mất, toàn thân cực kỳ thoải mái, một lực đạo mới được sinh ra trong cơ thể. Cậu ta vui mừng khôn xiết và kêu lên, tôi khỏe lại rồi, hoàn toàn khỏe lại rồi. Hỏa Vân Đạo Tôn khẽ gật đầu, cười nói, đa tạ Đại Thánh đã dùng đôi tay kỳ diệu chữa khỏi cho đồ tôn vô dụng của tôi. Người thanh niên vừa được Ngô Bình chữa cho cúi đầu đáp, sư tổ, vì hận ông ta đánh mình thành tàn phế nên con có dạy dỗ ông ta một chút. Hỏa Vân Đạo Tôn cười lạnh, đồ khốn nạn, giờ chúng ta phải ăn nói thế nào với Đại Thánh đây? Ngô Bình đáp, không sao, vài vết thương nhỏ này tôi có thể chữa được, anh phất tay một cái. Đưa Phạm Ly vào trong động tiên cho hai bố con Kiều Nô đoàn tụ. Hỏa Vân Đạo Tôn có chút áy náy, nói, Đại Thánh, thực sự xin lỗi. Tôi cũng không biết tên nghịch tử khốn kiếp này lại làm ra việc này. Ngô Bình, Hỏa Vân Đạo Hữu, đây chỉ là chuyện nhỏ. Hỏa Vân Đạo Tôn gật đầu nói, Đại Thánh, trong Hỏa Vân giới này còn có truyền thừa cao minh hơn. Chỉ là tư chất tôi có hạn nên không thể lĩnh ngộ. Tư chất của Đại Thánh vượt xa tôi, nói không chừng có thể thu hoạch được gì đó. Ngô Bình cười đáp, đây là địa bàn của đạo hữu, làm vậy hình như không hay lắm thì phải. Hỏa Vân Đạo Tôn khẽ thở dài đáp, thực không dám giấu, gần đây tôi có linh cảm đại nạn sắp ập xuống, chỉ e không thể vượt qua vô sinh kiếp lần này. Vô sinh kiếp là kiếp nạn mà tu sĩ cảnh giới đạo tôn phải trải qua. Kiếp nạn này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có khoảng 20% tu sĩ có thể vượt qua. 80% còn lại không chết thì tàn phế, thậm chí còn mất hết tu vi. Ngô Bình, đạo hữu chắc chắn là không thể vượt qua sao? Hỏa Vân Đạo Tôn gật đầu, cảm giác của tôi rất rõ ràng, lần này chắc chắn không thể qua khỏi. Cho nên,
tôi hy vọng có người giúp mình. Đại thánh có được thành tựu như ngày hôm nay, chắc chắn tư chất và khí vận vượt xa tôi. Hy vọng đến lúc đó đại thánh có thể giúp đỡ tôi. Ngô Bình, tôi không hiểu rõ về vô sinh kiếp, chỉ sợ là không giúp được nhiều. Hỏa Vân Đạo Tôn, cho nên tôi hy vọng đại thánh có thể ở lại Hỏa Vân giới để tăng cường tu vi, đạt được truyền thừa mạnh hơn. Như vậy đại thánh sẽ giúp được tôi. Ngô Bình cười đáp, tại sao đạo hữu lại nhận định rằng tôi chắc chắn sẽ có được truyền thừa? Hỏa Vân Đạo Tôn, vì cậu là đại thánh, trở thành đại thánh trong thời đại này thì cả tư chất và khí vận của cậu phải là đỉnh cao. Ngô Bình đáp, nếu đạo hữu đã tin tưởng như vậy thì tôi cũng sẽ thử một lần. Hỏa Vân Đạo Tôn cũng vui mừng khôn xiết, đa tạ đại thánh. Lúc này, Ngô Bình đưa Kiều Nô và Phạm Ly đến sảnh. Sau đó anh bắt đầu điều trị vết thương cho Phạm Ly. Y thuật của anh rất cao minh nên chẳng mấy chốc đã chữa khỏi cho Phạm Ly. Phạm Ly quỳ xuống cảm ơn Ngô Bình. Cô về nhà trước đi. Anh không khỏi cảm thán, chỉ một nơi nhỏ như vậy mà đã tạo ra được Hỏa Vân Đạo Tôn. Vậy nếu mở được toàn bộ Hỏa Vân giới thì sẽ như thế nào nhỉ? Hỏa Vân Đạo Tôn lúc này mới nói, đại thánh, tôi ở nơi này tu luyện nhiều năm. Tôi mơ hồ có một linh cảm rằng ở tận cùng Hỏa Vân giới này có một sinh mệnh cường hãn đang tồn tại. Ngô Bình giật mình, ở đó có sự sống sao? Hỏa Vân Đạo Tôn gật đầu, có đôi khi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Ngô Bình trầm ngâm nói, muốn biết chân tướng, nhất định phải đi được tới đó. Nói xong, anh vươn tay ấn vào bức tường pha lê. Anh đã nghiên cứu nền văn minh của tinh thể và hiểu biết rất rõ về cấu trúc của tinh thể. Lúc này, anh vừa chạm tay vào là lập tức biết được cấu trúc bên trong tường pha lê. Đây là một cấu trúc tinh thể cực kỳ cao cấp, nhưng cũng không thể làm khó được Ngô Bình. Một luồng sức mạnh sinh ra từ trong bàn tay anh khiến bức tường pha lê trong nháy mắt đã tan chảy. Anh nói với Hỏa Vân Đạo Tôn, Hỏa Vân Đạo Hữu, tôi đi xem một chút. Hỏa Vân Đạo Tôn thấy Ngô Bình phá được bức tường nhanh như vậy thì mừng rỡ nói, được. Đại Thánh cẩn thận, bên trong có nguy hiểm. Vừa dứt lời, Ngô Bình đã đi xuyên qua bức tường pha lê và tiến vào một không gian khác. Vừa tiến vào, anh liền thấy trong không gian này tràn ngập năng lượng cao cấp của nguyên tố hỏa. Đây là loại năng lượng cơ bản nhất, gọi là nguyên hỏa. Nguyên hỏa ở đây có thể ăn mòn mọi thứ, Ngô Bình đứng yên chưa đầy 3 giây thì da bắt đầu hóa thành than, tóc và lông mày liên tục rụng và biến thành tro. Anh giật mình, vội vàng sử dụng cung phu của mình để chống cự. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng chỉ có thể làm chậm những thay đổi này chứ không thể ngăn chặn chúng. Nói cách khác, nếu anh không lập tức rời đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị nguyên hỏa ở đây thiêu chết. Lúc này, anh chợt nghĩ đến tầng thứ 33 của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Tầng này là để tu luyện một loại sức mạnh vô thượng trong cơ thể và sử dụng nó nhằm rèn luyện hình thể và tinh thần. Đồng thời, trong điện cực võ cũng có một loại cung phu tên là Hỏa Nguyên Công. Trên thực tế, các công pháp của điện cực võ ban đầu thuộc về một vũ trụ khác. Ngọn lửa nguyên hỏa ở đây cũng là sức mạnh của vũ trụ khác, vì vậy cả hai đều là những vật ngoại lai. Lúc này, anh bắt đầu tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh tầng thứ 33. Một khi tầng này được luyện thành, nguyên hỏa của trời và đất sẽ tập trung trong đan điền của Ngô Bình qua quá trình hít thở, tạo thành một ngọn lửa đan điền. Ngô Bình ngay lập tức lấy nguyên hỏa làm lửa, cơ thể là lò luyện, thần hồn là dược liệu để luyện hình và luyện thần. Anh không ngờ lần tu luyện này sẽ thuận lợi như vậy. Không tới một canh giờ, anh đã thành công hấp thu nguyên hỏa, đạt tới yêu cầu của tầng thứ 33 Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Khi anh đã tu luyện thành thạo Hỏa Nguyên Công thì cũng đã gần đến lúc quyết đấu. Anh đi xuyên qua bức tường pha lê để quay lại gặp Hỏa Vân Đạo Tôn. Hỏa Vân Đạo Tôn cảm giác khí tức của Ngô Bình lúc này càng thêm thâm sâu khó dò, kinh ngạc hỏi, Đại Thánh, cậu lại đột phá cảnh giới sao? Ngô Bình gật đầu, cảnh giới chân hoàng của tôi càng thêm cao thâm hơn. Hỏa Vân Đạo Tôn kinh ngạc, thì ra cậu còn là chân hoàng, bội phục. Ngô Bình, Hỏa Vân Đạo Hữu, nói thật với ông, tôi đã tham gia đại hội Thượng Thanh, hôm nay có hẹn giao đấu với Ôn Hầu. Hỏa Vân Đạo Tôn, Ôn Hầu, người này thân thế không hề tầm thường, đại thánh nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình, tiện đây tôi cũng có việc muốn nhờ.
Hỏa Vân đạo hữu có thể tới làm chứng giúp tôi được không? Hỏa Vân đạo tôn cười nói, đó là vinh hạnh của tôi. Khi ra khỏi Hỏa Vân giới, Ngô Bình mời Liễu Thần và Vương Mẫu đến công chứng trước. Còn anh và Hỏa Vân đạo tôn thì tới nơi diễn ra trận đấu là Thượng Thanh Thiên Cung. Thượng Thanh Thiên Cung rất tráng lệ, các tòa nhà nối liền nhau và rất hùng vĩ. Trong cung điện khổng lồ, một lôi đài được xây dựng ở khu vực trung tâm, xung quanh phủ đầy phù văn. Giờ khắc này, trong đại điện có ít nhất mấy trăm người, phần lớn đều là tu sĩ dòng Thượng Thanh Thiên Nhất. Ngô Bình lúc này khá lép vế, bên cạnh anh chỉ có một Hỏa Vân đạo tôn. Hỏa Vân đạo tôn dù cũng khá mạnh, nhưng ở Thượng Thanh Thiên Cung này, ông ấy cũng không phải là người mạnh nhất. Ôn Hầu nhìn thấy Ngô Bình đến như đã hẹn thì cười nói, Lý Huyền Bình, cậu không mang theo người công chứng sao? Ngô Bình, cuộc tỉ thí này trị giá 50.000 tỷ đồng tiền Thượng Thanh. Tất nhiên tôi cần tìm công chứng viên tới rồi. Dứt lời, một luồng sáng màu xanh đáp xuống. Một người phụ nữ mặc trang phục cung đình màu xanh lục, dung mạo tuyệt thế, ung dung đáp xuống trước mặt Ngô Bình. Liễu Thần này là cao thủ mấy kỷ nguyên liền. Khi Liễu Thần xuất hiện, những người có mặt còn không dám thở mạnh. Lúc này, một ông lão mặc áo bào xanh chậm rãi đi ra, hai tay cầm kiếm. Đôi tay ông ấy như dính chặt vào kiếm, một khắc cũng không rời ra. Ông ấy cười nói, tiền bối từ xa tới, tiểu bối không nghênh đón từ xa, xin thứ lỗi. Nhìn thấy ông lão, mọi người đều sửng sốt. Là Thượng Thanh Thiên, tại sao ông ấy lại xuất hiện, lại còn nghênh đón từ xa? Người phụ nữ áo xanh này rốt cuộc là ai, có người thốt lên. Liễu Thần khẽ mỉm cười nói, Ngân đạo hữu, chúng ta đã không gặp nhau cả thế kỷ rồi sao? Ông cụ được gọi là Ngân đạo hữu chính là Thượng Thanh Thiên, ông ấy cười nói, đúng vậy tiền bối, ở thế kỷ trước, tôi bị kẻ thù truy lùng. Cũng may nhờ có tiền bối cứu giúp, tôi mới có thể sống đến bây giờ. Ngô Bình, con quả thực có chút tiến bộ. Nghe thấy Ngô Bình gọi Liễu Thần là dì Lưu, Thượng Thanh Thiên lập tức trở nên khách sáo với anh, Lý tiên sinh, không ngờ cậu lại là hậu bối của Liễu Thần. Trước đây tôi đã đắc tội với cậu, mong cậu bỏ qua cho. Ngô Bình, Thượng Thanh Thiên khách sáo rồi. Hôm nay tôi có một cuộc tỉ thí với Tề Vương và Ôn Hầu là thuộc hạ dưới trướng của ông. Chắc ông đã biết chuyện này rồi phải không? Thượng Thanh Thiên khẽ mỉm cười, tôi có biết. Liễu Thần, Huyền Bình, còn mời ai khác tới nữa không? Vừa dứt lời, một chiếc xe kéo bằng chim loan từ xa bay tới, ngồi trong xe là hai mẹ con, chính là Vương Mẫu và Kim Song Nhi. Ngô Bình tiến lên nghênh đón, Vương Mẫu. Kim Song Nhi nhảy xuống xe, ôm lấy cánh tay Ngô Bình, cười nói, Huyền Bình, em biết anh gọi mẫu thân tới làm chứng, cho nên em đòi đi theo. Ngô Bình gật đầu, Song Nhi, em tới là tốt rồi, xem anh đánh bại đối phương như thế nào. Vương Mẫu khẽ mỉm cười, Huyền Bình, thế giới Thượng Thanh này có rất nhiều nhân vật nguy hiểm, con dám cùng người ở đây tỉ thí, gan không nhỏ đâu. Ngô Bình cười nói, không phải con còn có các vị tiền bối chống lưng hay sao? Vương Mẫu tiến lên chào hỏi Liễu Thần, hai người cũng là chỗ quen biết nên nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này Tề Vương và Ôn Hầu đều thất thần nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Ngô Bình lại có hậu phương vững chắc như vậy. Liễu Thần này còn có ơn cứu mạng đối với Thượng Thanh Thiên. Hơn nữa, ở bên cạnh còn có Vương Mẫu. Ban đầu, tất cả những người trong hội trường đều về phe Thượng Thanh, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi và cán cân bắt đầu nghiêng về phía Ngô Bình. Ngô Bình nói, Ôn Hầu, các ông muốn tôi đánh với ai? Ôn Hầu dõng dạc nói, Lý Công Tử, chúng tôi tiến cử tiểu vương gia của phủ Chiến Vương tỉ thí với cậu. Ông ta vừa dứt lời, một người đàn ông đứng lên. Người này cao gần ba thước, trông vừa tuấn tú vừa uy nghiêm, lông mày đỏ tóc xanh, mặc áo giáp vàng sậm. Khi anh ta xuất hiện, ngay cả Vương Mẫu cũng trở nên trầm ngâm. Sau đó, Vương Mẫu nói với Ngô Bình, Huyền Bình, người này có huyết mạch của sinh linh hỗn độn chí tôn. Hơn nữa, khi sinh ra, cậu ta đã hấp thu toàn bộ năng lượng của bào thai mẹ. Tuy mang hình dạng con người nhưng thực chất lại là một hung thú hỗn độn đội lốt người. Ôn Hầu cười ha ha và nói, Vương Mẫu quả là có mắt nhìn. Mẹ ruột của tiểu vương gia là hỗn độn thần hầu. Ngô Bình khẽ nhíu mày,
vị chiến vương này gu quá mặn, lại còn có một đứa con với một con khỉ thời hỗn độn. Ngô Bình cũng lắc mình, biến thành một người khổng lồ cao nghìn thước đứng trên sàn đấu. Hào quang của cả hai tỏa ra khiến mọi người kinh ngạc. Tuyệt vời, chỉ khí chất này thôi cũng khiến kẻ khác phải run rẩy đầu hàng. Tiểu vương gia có huyết mạch của hỗn độn thần hầu, sức mạnh này e là không người nào địch nổi. Khó mà nói trước, anh không thấy người này là hậu bối của Liễu Thần sao? Liễu Thần là người đến Thượng Thanh Thiên cũng phải kính nể. Anh nghĩ hậu bối của Liễu Thần thực lực sẽ kém sao? Phải, đây là cuộc chiến giữa rồng và hổ, thật khó để phán đoán ai sẽ thắng. Bất luận mạnh như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là con người thôi. Nghe nói, hỗn độn thần hầu khi xưa đã từng chém chết một vị chân hoàng. Mọi người bàn tán rất nhiều, có người cược cho tiểu vương gia, có người cược cho Ngô Bình. Tiểu vương gia cười ha ha, chắp tay hướng về phía Ngô Bình, nói tôi tên là Hỗn Lãnh. Ngô Bình, Lý Huyền Bình, xin được chỉ giáo. Tiểu vương gia gật đầu, tôi nghe nói anh cùng Ôn Hầu và Tề Vương đánh cược 5.000 tỷ tiền Thượng Thanh. Ngô Bình, đúng vậy. Tiểu vương gia hỏi, anh còn tiền không? Ngô Bình cười hỏi, sao thế, anh cũng muốn cược với tôi sao? Tiểu vương gia, bố cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt, tổng cộng lại có hơn 100.000 tỷ tệ, tôi muốn cược với anh. Ngô Bình, đương nhiên là được. Hỗn Lãnh rất cao hứng, thật sao? Vậy tôi đánh cược với anh 15.000 tỷ tiền Thượng Thanh. Ngô Bình, được, nếu như anh đánh bại tôi sẽ cho anh thêm 15.000 tỷ tiền Thượng Thanh. Nghe nói Ngô Bình đánh cược, đôi mắt xinh đẹp của Kim Song Nhi sáng lên, hỏi, Huyền Bình, anh cược bao nhiêu? Ngô Bình, tổng cộng 65.000 tỷ tiền Thượng Thanh. Kim Song Nhi vui vẻ cười nói, chồng à, anh kiếm được tiền, nhất định phải chia cho em nhé. Vương Mẫu cũng bất lực nhìn đứa con gái này, từ nhỏ đã mê tiền, lớn lên càng tệ hơn. Ngô Bình cười đáp, được rồi, anh sẽ đem về cho em 15.000 tỷ. Kim Song Nhi vui mừng khôn xiết, chồng à, anh thật là tốt. Vương Mẫu ho khan một tiếng, Song Nhi, đừng nói linh tinh trước mặt nhiều người như vậy. Đoàng, cú đấm này khiến Ngô Bình lùi lại mấy bước, lôi đài dưới chân anh rung lắc dữ dội. Dường như khó có thể chịu nổi lực từ chân anh. Ngô Bình trông vẫn rất bình tĩnh, anh nói, anh rất mạnh, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Nói xong, anh cũng xuất chưởng, lòng bàn tay phải của Hỗn Lãnh bỗng cứng đờ. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hỗn Lãnh bị đẩy lùi mấy chục bước, dưới chân phát ra tiếng thình thịch. Anh ta rất ngạc nhiên, hỏi tại sao sức mạnh của anh lại lớn như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.